xin chào các bạn thính giả đã đến kênh truyện đam mỹ tiểu muội hôm nay tiểu muội gửi đến các bạn bộ truyện sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cương chiều chương 41, một người đàn ông khi say rượu sẽ không thừa nhận rằng mình say hai mắt viêm đình trong veo sáng ngời bước đi vững vàng nhìn không ra một chút gì là say rượu vui vẻ tiếp tục uống rượu với hai người anh em của mình nhưng tay nắm lấy tay lâm nguyên thì không chịu buông để cậu đi nhất quyết để cậu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng đưa hai hạt đậu phộng trên bàn. Vốn dĩ khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, nhưng khóe miệng lại không kìm nén được, trong mắt Lâm Nguyên lại ngây ngô ngốc nghếch. Giống như một con chó săn vàng lớn đang vẫy đuôi, anh cả cũng hơi say, mặt mũi đỏ bừng lời qua tiếng lại càng lôi kéo đứa em thứ ba uống rượu cùng mình. Chỉ duy nhất người anh thứ hai, không say rượu đóng vai trò thuyết phục, rồi bị lấn át bởi người anh cả và đứa em thứ ba say xỉn. Trong phòng khách rất ồn ào, Lâm Nguyên yên lặng ngồi ở bên cạnh Viêm Đình, tay phải bị hắn siết chặt, chỉ có thể dùng tay trái ăn. Mỗi khi Viêm Đình đút đậu phộng đã bóc vỏ, cậu nhóc sẽ há miệng ăn một cách ngoan ngoãn, hai má bé ú của đứa bé sẽ phồng lên cùng với hành động nhai, không ngừng nghỉ trong giây lát. Trình tịch ngồi đằng xa cứ nhìn qua đây mà không qua, cô ấy có vẻ là một người vợ rất bao dung và độ lượng cho chồng, không xen vào chuyện anh có uống rượu hay không. Cô đang ngồi bên cạnh bồn hoa, xung quanh là những bông hoa lan lộng lẫy và những ngọn cỏ xanh tươi một vầng hào quang nhẹ chiếu vào khuôn mặt dịu dàng của cô giống như một bức tranh thời trung cổ và ngay cả mái tóc của cô ấy cũng mềm mại nếu như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra lâm nguyên hẳn là thích một người chị dâu dịu dàng duyên dáng như vậy trình tịch thực sự diễn xuất rất tốt che giấu hoàn hảo mọi suy nghĩ phiến diện bẩn thỉu và nham hiểm dưới lớp da xinh đẹp lừa dối mọi người Lâm Nguyên nhai đậu phộng thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô, thầm nghĩ nếu có một người phụ nữ như vậy bên gối của mình, chắc chắn nửa đêm sẽ gặp ác mộng làm cho sợ chết cây ếch yêu ta ép. Cậu không biết, anh thứ hai của Viêm Đình có biết là vợ anh ta là người hai mặt. Ngay cả vợ của anh cả đã nhiều lần đến cằn nhằn và yêu cầu chồng bớt uống rượu. Chị dâu cả, năm nay đã ngoài 40 tuổi, là một người vợ giàu có điển hình. Hơi mũm mĩm, trên tay đeo một chiếc nhẫn kim cương rất lớn và một chiếc vòng cổ bằng đá sapphire to bằng móng tay cái đeo trên cổ. Trên người đều là nhãn hiệu nổi tiếng, tựa hồ không thể chờ đợi được viết lên chán hai chữ tôi giàu có. Khuôn mặt bầu bĩnh chẳng thân thiện chút nào, mà ngược lại vẻ kiêu ngạo và hợm hĩnh hiện rõ trên khuôn mặt. So với trình tịch dịu dàng và ít nói, chị dâu cả thực sự không phải là một người có vẻ ngoài dễ gần. Sau khi thuyết phục chồng vài lần không uống quá nhiều, bà chỉ đơn giản ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Lâm Nguyên. Hai người cách nhau một thước, vừa ngồi xuống Lâm Nguyên đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc sộc vào mũi, lông mày lập tức nhíu lại. Sau khi mang thai, Lâm Nguyên đặc biệt nhạy cảm với mùi. Mùi trên người chỉ cả viêm không thể tả là khó chịu, chỉ là quá nồng. Sau khi ngồi vào chỗ, bà ta ngang nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Nguyên. Vẻ khinh thường trong mắt không chút nào che giấu trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Là chị dâu, bà cảm thấy thân phận của Lâm Nguyên không xứng với em chồng trong mắt càng ngày càng kiêu ngạo. Nhưng nếu Viêm Đình thích một người đàn ông, cơ hội có con sau này sẽ giảm đi rất nhiều. Do đó, toàn bộ tài sản của Viêm gia rất có thể sẽ được thừa kế bởi con bà. Ngay cả khi Viêm Đình say rượu, khẩu khí của hắn vẫn rất mạnh mẽ cánh tay đặt trên ghế sofa phía sau Lâm Nguyên, đặt cậu gọn dưới cánh của chính mình đầy tính chiếm hữu. Chị dâu cả không dám manh động, nhìn Lâm Nguyên một cái không nói lời nào, đứng dậy rời đi lần nữa. Bà cũng tỏ vẻ khinh thường người em dâu hiền lành, liếc xéo trình tịch vài cái rồi đi lên lầu. Lâm Nguyên vẫn tò mò tại sao nhị ca của Viêm Đình lại kết hôn với một người phụ nữ như vậy. Hơn nữa, cô ta rõ ràng là thích Viêm Đình vậy làm sao có thể gả cho nhị ca nhà họ Viêm. Nhưng đây là chuyện riêng tư của người nào đó, Lâm Nguyên cảm thấy không nên quá quan tâm đến chuyện này nhưng thực sự rất tò mò, trái tim gần như nghẹt thở bữa tiệc của ba anh em kết thúc bằng việc anh cả nhà họ viêm uống rượu say và gục ngã viêm đình cũng rất say khi bước đi còn loạn choạng hắn quá cao và đầy cơ bắp lâm nguyên hoàn toàn không thể chống đỡ được suýt chút nữa đã bị đè lên may mắn thay đã được nhị ca giải cứu kịp thời tiểu nguyên a à đình rất say lên phòng khách trên lầu nghỉ ngơi một lát khi em ấy tỉnh lại em có thể đưa em ấy về nhà được không người anh thứ hai giống mẹ khác với vẻ ngoài góc cạnh và hung dữ của viêm đình đôi lông mày của anh ấy có phần hiền lành và pha chút khác biệt và cách cư xử của anh ấy cực kỳ lịch thiệp đây là lần đầu tiên lâm nguyên kết thân với một người lịch lãm như vậy cậu nghĩ anh ấy giống như một người anh lớn khiến người ta muốn đến gần chỉ là mắt của anh ấy không tốt lắm lại lấy một cô trà xanh sau khi nhị ca dìu em trai mình vào phòng khách anh bỏ đi mà không nghi ngờ gì trong khoảng thời gian này anh hiếm khi gặp lâm nguyên điều này cũng rất bình thường. Viêm đình say rượu nằm trên giường ngủ rất sâu, đôi mắt đen lạnh lẽo bị mí mắt mỏng che lại, sự giữ tợn nhất thời bị kiềm chế. Nhưng ngay cả khi hắn ngủ gật và bất hung hãn hơn, nhưng vẫn khiến người ta nghĩ rằng hắn là một con hổ ngủ gật, đầy nguy hiểm và chỉ cần sơ ý một chút là nanh sẽ cắn đứt cổ. Lâm Nguyên lấy khăn lau tay và mặt, cởi vài cục áo sơ mi để hắn ngủ thoải mái hơn. Rất ít người có thể nhìn thấy viêm đình say xỉn, ngay cả tôn khinh trợ lý đã làm việc với hắn mấy năm cũng chưa từng nhìn thấy một lần viêm đình thường đi xã giao và hắn biết cách kiểm soát số lượng khi cảm thấy cơ thể say thì sẽ dừng lại và chỉ uống thêm vài ly khi vô cùng thư thái và vui vẻ như ngày hôm nay ba anh em đã không gặp nhau trong nhiều năm đây là lần thứ hai viêm nhị ca trở về sau khi anh ấy ra nước ngoài khi còn nhỏ viêm đình thân thiết nhất với anh trai thứ hai của mình hôm nay hắn thực sự rất vui và vô tình uống say khướt lâm nguyên cũng có chút buồn ngủ mệt mỏi ngáp dài xuống giường chuẩn bị ngủ một giấc đầu óc có chút mê man hắn tỉnh dậy ngay lập tức và ngồi dậy thủ phạm cắn người như một con chó nhưng lại không mở mắt lâm nguyên tức giận muốn thu lại bàn chân đang gãi của mình dùng lòng bàn tay xoa xoa gò má bị cắn của mình ghé tai vào miệng để lắng nghe viêm đình xem hắn đang nói gì nước tôi muốn uống nước lâm nguyên hãy xem hắn có thể làm gì, đúng là nên cần có một chăm sóc khi say mà. Lâm Nguyên tức giận tát nhẹ vào mặt hắn một cái, lăn lộn xuống giường đi ra ngoài rót nước. Phòng ngủ dành cho khách nằm trên tầng 2 và nhà bếp thì ở tầng 1. Hành lang yên lặng, chỉ có tiếng bước chân chạy lon ton của Lâm Nguyên vang lên. Không có ai trong bếp, nước nóng thì phải tự đun sôi. Lâm Nguyên rót nước uống vào ấm, đặt lên đế cảm thấy nước sôi mất mấy phút, quyết định đi đến bàn trà trong phòng khách lấy một quả táo để ăn khi quay lại cậu giật mình vì bóng người đứng ở cửa bếp trình tịch đứng đó với mái tóc bù xù vẫn bộ váy dệt kim dịu dàng ấy nhưng dường như có một số điểm khác biệt lùi lại một bước lâm nguyên nín thở dựa vào bệ kính nhìn người phụ nữ đột nhiên xuất hiện lông mày của cậu giật giật rồi nhanh chóng buông lỏng ra váy dài trên người trình tịch rất nhăn nhúm tóc dài có chút lộn xộn không giống như cô vừa mới ngủ say mà giống như vừa bị ai đó làm nhỏ nhĩ lúc này xung quanh không có ai trình tịch tự mình xé bỏ lớp mặt nạ không còn giả bộ ôn nhu nữa trên mặt hiện lên vẻ châm chọc và chế nhỏ lẽ ra tôi phải trở về sớm hơn nếu tôi trở lại sớm hơn sẽ không có chỗ cho một con điếm lợi dụng làm ơn bà chỉ có vui lòng tôn trọng giới tính của người khác không mặc dù mắng chửi là một chuyện rất bình thường cậu cũng có thể chửi mà nhưng cậu vẫn không nghĩ nó phù hợp với tính cách của mình Lâm Nguyên nâng mắt liếc nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh trầm mặc nói, thật sự là không tốt khi mà phá mộng mơ của người khác. Nhưng tôi vẫn muốn nói với chị cho dù chỉ có quay lại sớm hay không thì cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn cái không phải của mình thì cho dù sứt đầu mẻ chán cũng không phải của mình. Mười năm trước, chị và Viêm Đình là thanh mai trúc mã, nhưng anh ấy không thích chị, thì chị nghĩ mười năm sau anh ấy sẽ thích chị sao? Lâm Nguyên xòe tay ra cười nhẹ, đương nhiên là tình yêu thổi nhỏ mà con người luôn có một suy nghĩ tốt đẹp trong tương lai lâm nguyên thực sự không thích tranh luận với người khác nhưng bây giờ có một người phụ nữ ở trước mặt nếu một người phụ nữ tốt thì cậu không phải tranh luận nhưng người phụ nữ không biết lỗi là một rắc rối lâm nguyên đột nhiên cảm thấy bà chị dâu cả xấu tính lại càng dễ thương hơn kẻ giả tạo này thực sự khiến người ta khó chịu những lời này nhất thời đâm vào chỗ đau của trình tịch sắc mặt càng thêm nham hiểm nét mặt dịu dàng ban đầu biến sắc lửa như phun ra từ mắt cô ta lâm nguyên nghĩ cô ta muốn đánh thì cậu chuẩn bị sẵn sàng phòng bị nhưng nhìn thấy trình tịch đầy tức giận vừa cười mày nghĩ mày có thể ở bao lâu nhà họ viêm muốn có cháu mày có thể có con sao xin chúc mừng bà chị đã nói đúng tôi thực sự có thể tuy đó không phải là ý muốn chủ quan của tôi nhưng thực sự là tôi có thai khẽ kéo khóe miệng lâm nguyên im lặng không nói gì trình tịch càng cười to hơn tao có thể tao có thể sinh con cho nhà họ viêm, tao đã sinh rồi. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép, Lâm Nguyên bối rối chớp mắt, tâm nói bà chị này bị bệnh rồi, đẻ con cho chồng rồi, còn cố lấy em chồng. Cô muốn ba anh em nhà họ viêm phải cúi đầu dưới váy hoa lựu của cô sao? Lâm Nguyên nổi da gà và cảm thấy có chút buồn nôn. Buổi trưa ăn quá nhiều đậu phộng, dạ dày sôi trào dữ dội cảm giác buồn nôn ập đến Lâm Nguyên không thèm quan tâm đến nước sôi, che miệng đầy người phụ nữ chặn cửa ra vội vàng đi vào phòng vệ sinh hơn ba tháng là thời kỳ ốm nghén đã trôi qua nhưng nhãi con trong bụng vẫn không dừng lại muốn phá lâm nguyên mà sau khi nôn một lúc lâu thì mới hết buồn nôn sau khi rửa tay xúc miệng và lau mặt lâm nguyên dựa vào khung cửa phòng vệ sinh với đôi chân yếu ớt mà nghỉ ngơi trình tịch giật mạnh chiếc khăn choàng cashmere sao trên người mỉm cười nhìn cậu mày cho rằng tao ghê tởm sao vâng bà chỉ có nhận thức tốt đấy. Lâm Nguyên không trả lời trình tịch lại càng cười, không phải tao, mà chính là người nhà họ viêm đáng ghê tởm đó. Nếu không phải vì tên viêm đồng phiền phức ấy, tao đã cùng A Đình bên nhau từ lâu rồi. Lâm Nguyên nhíu mày, vỗ vỗ bụng cố gắng xoa dịu tên nhóc ồn ào kia. Cậu có biết tại sao tôi lại muốn kết hôn với anh hai của A Đình không? Trình tịch che môi cười, bởi vì tôi mang thai. Lâm Nguyên trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Vải cashmere có nguồn gốc từ lớp lông tơ của dê cashmere, tên gọi khác là cashmere. Loại vải này có đặc tính siêu nhẹ, mềm mại, có khả năng giữ ấm gấp 6 lần các loại vải len thông thường. Chương 42. Lâm Nguyên chăm chú lắng nghe. Nếu người phụ nữ này nói cô ta sinh ra đứa con của Viêm Đình, không quan tâm là thật hay là giả, cậu nhất định sẽ lập tức đi đánh bay đầu chó Viêm Đình. Chết tiệt, cậu đến đây là để phòng ngừa gia đình của Viêm Lang xuống tay với Viêm Đình nhưng hiện tại viêm lang không thấy thì một người phụ nữ từ đâu xuất hiện Opsilon? lâm nguyên rất nghi ngờ rằng mình đã đọc một cuốn tiểu thuyết hào môn cầu huyết cũng đúng nam nhân còn có thể mang thai thì còn có cái gì cầu huyết hơn nữa không thể viết lâm nguyên dựa vào khung cửa ánh mắt hơi lạnh nhóc con đang náo loạn giường như cảm thấy được ba ba không vui cũng trở nên an tĩnh hơn rất nhiều cảm giác khó chịu trong người dần dần tan biến sắc mặt tái nhợt như có huyết sắc trở lại trình tịch người ở cách đó 2 mét, vẫn cười như một kẻ mất trí. Đang nghịch mái tóc đen rủ xuống của mình, cô tiến lên một bước ngồi lên tay vịn của đệm sofa, chỉnh lại chiếc váy nhăn nhúng trước khi tiếp tục mỉm cười và nói, khi tôi kết hôn với anh hai của A Đình, tôi đã có một cái bụng lớn trông không đẹp chút nào trong bộ váy cưới. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ mặc lại chiếc váy cưới một lần nữa trong đời, vì A Đình. Người phụ nữ 27-28 tuổi vẻ mặt lộ ra biểu tình hờn dỗi, e thẹn cúi đầu khẽ chạm vào bụng mình, ánh mắt đầy dịu dàng tràn ngập tình mẫu tử. Lâm Nguyên xem đến tim đập hoảng hốt, không phải tức giận, mà là sợ hãi. Ngay từ đầu, Trình Tịch chỉ hành động như một người phụ nữ đầy mưu mô với một trái tim đen tối hai mặt. Nhưng giờ phút này, hình ảnh trong ánh mắt phi thường xa lạ, phá lệ quỷ dị thoạt nhìn khiến người ta cây ếch yêu ta ép sợ đến hoảng hốt. Trình Tịch vút bụng, khóe miệng cong thành một vòng cung kỳ quái trong miệng không ngừng lầm bẩm bảo bảo không sợ mẹ mang con trở về tìm ba ba kẻ điên đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu lâm nguyên sống lưng toát mồ hôi lạnh cậu vô thức lùi lại hai bước dùng ngón tay siết chặt khung cửa đầu óc không bình thường đây là suy nghĩ thứ hai của lâm nguyên mang thai cách đây năm sáu năm trước hiện tại đã sớm sinh ra thậm chí na cha cũng chỉ mang thai ba năm lâm nguyên càng nghĩ tới càng thêm bối rối lòng bàn chân lạnh lẽo may mắn thay đây là ban ngày ban mặt nơi nơi đều có ánh sáng nếu không đã bị hù chết. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán trước khi người phụ nữ không để ý, lặng lẽ đi lên cầu thang. Mới vừa đi được hai bước, phía sau liền vang lên một tiếng quát chói tai, đứng lại. Cả người lâm nguyên run lên, chảy cái gì, lại đây đứng nghe tôi nói. Trình tịch mệnh lệnh nói, lâm nguyên, đây là kiểu phát triển cốt truyện kỳ. Lạ gì vậy, sống lưng cậu cứng đờ, nhấp môi dưới chậm rãi xoay người, nghe chị nói cái gì. Cậu lo lắng cái gì, trình tịch dường như đã bình thường trở lại, nụ cười kỳ quái trên mặt biến mất, chỉ còn lại vẻ bình tĩnh, cô yêu nhã nâng chân lên, bắt chéo đôi chân dài, nhẹ nhàng nói cậu muốn biết đứa con mà tôi đang mang trong mình. Bố là ai, tôi nói cho cậu biết, đó là, này, dừng lại, đừng nhúc nhích, cứ đứng đó, một tiếng hét đột ngột cắt ngang lời nói của trình tịch, Lâm Nguyên đã ngừng nhìn cô từ lâu sự chú ý đều đổ dồn vào viêm đình ở lối vào cầu thang, lo lắng và khẩn trương. Say rượu rồi còn chạy lung tung, lỡ té cầu thang thì sao? Cậu không muốn ba của con mình què quặt bàn tay và bàn chân bị gãy. Viêm đình đột nhiên bị la, chân tay luống cuống đứng ở lối vào cầu thang, nhìn cậu nhóc đang ngây thơ chạy về phía mình, trong tiềm thức muốn nghênh đón. Mới vừa duỗi chân ra, lại bị la, em đã nói anh đừng nhúc nhích. Viêm đình ủy khuất mà thu hồi chân, không dám lại lộn xộn. Một người đàn ông to cao khoảng 1,8 tám mét co lại, ủy khuất rất đáng thương. Nhưng Lâm Nguyên không hề tỏ ra thương hại, cậu lao lên lầu nắm lấy tay áo viêm đình, bắt đầu giáo huấn hắn. Ai cho anh chạy lung tung, không thể nghe lời mà ngủ sao. Lâm Nguyên hung dữ, viêm đình tay chân co quắp rõ ràng hắn còn đang say rượu, không dám nắm tay đứa nhỏ, vì vậy nói nhỏ anh không tìm được em không phải em rót nước cho anh sao lâm nguyên nói xong đột nhiên nhận ra hình như mình đã quên cái gì đó nước của cậu vẫn đang đun nếu tràn nước thì có bị dò gì điện không lâm nguyên co chân muốn chạy xuống lầu trước khi bước đi còn quay lại cảnh cáo anh cứ đứng đây đừng nhúc nhích em quay lại ngay được viêm đình gật gật đầu lưng dựa vào tường không dám cử động lâm nguyên nhanh chóng chạy xuống lầu lao vào phòng bếp may mắn nước đã được bật lên nhưng không có giò gì và hỏa hoạn như tưởng tượng lâm nguyên rút phích cắm điện rót một cốc nước nóng bước ra khỏi phòng bếp đang cầm trên tay vừa lúc nhìn thấy trình tịch đang đi lên lầu trong lòng khó chịu cao mày vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy viêm đình đang đứng ở lan can nhìn mình ngây ngốc cậu nhanh chóng chạy nhanh lên lầu trước mặt người phụ nữ đứng trên mặt đất bằng phẳng ra hiệu với viêm đình lại đây người đàn ông say rượu vô cùng nghe lời và nhanh chóng bước đến gần có vẻ như hắn cảm thấy đứa nhỏ sẽ không thoải mái khi phải ngừng đầu lên nói chuyện với mình, vì vậy hắn ngồi xổm trên mặt đất với đầu gối của mình. Lâm Nguyên, ôi đừng như vậy, làm cậu có cảm giác cho một chú cún ăn. Lâm Nguyên dứt khoát ngồi xổm xuống, cúi đầu thổi nước nóng trong cốc cho nguội một chút, mới cầm qua tay đưa qua, cẩn thận nóng. Hai người ngồi xổm mặt đối mặt, Lâm Nguyên rất cẩn thận khi đút nước. Viêm đình đã say, và có lẽ hắn còn không biết nước có nóng hay không lâm nguyên nghiêng chiếc cốc rất cẩn thận vì sợ làm bỏng tên ngốc lớn tướng này trình tịch đứng ở lối vào cầu thang với vẻ mặt ảm đạm không phù hợp với bầu không khí ấm áp này cô không cam lòng tranh thủ cơ hội nói ra điều vừa rồi không nói tôi mang thai đứa con của a đình trình tịch gần như giống lên thành tiếng nhưng không ai để ý đến cô lâm nguyên chậm rãi cẩn thận đút nước cho viêm đình sau đó chậm rãi vỗ vai hắn này cô ấy nói mang thai con của anh không phải Viêm đình lắc đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chằm chằm trên mặt Lâm Nguyên, một giây cũng không rời, nghiêm mặt nói cô ấy là nhị tàu. Ngay cả khi viêm đình say rượu, vẫn kính trọng gọi cô một tiếng nhị tàu, vậy làm sao có quan hệ nào khác? Lâm Nguyên cảm thấy xấu hổ cho cô ta, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không được nói bậy. Trình tịch không tức giận với câu trả lời của viêm đình, cô ấy sù lông lên, anh nghĩ tôi muốn làm nhị tàu của anh sao? Nếu tôi không mang thai đứa con của anh trai anh, làm sao tôi có thể không kết hôn với anh ta? Lâm Nguyên, chà, là do cậu đem cốt chuyện suy nghĩ quá cầu huyết. Không phải, cô đang mang thai đứa con của chồng cô, nói với tôi làm gì? Liên quan gì cậu đâu? Còn dọa cậu giật mình, Lâm Nguyên bĩu môi, đột nhiên cảm thấy không chỉ xoáy nước nhà giàu sâu, mà ngay cả những người trong gia đình quyền lực giàu có cũng vô cùng khó dò. Nói không chừng thời điểm nào đó, liền phát bệnh Trình Tịch đứng ở đó huyên thuyên một mình, một tiếng a à đình rất thân mật nhưng từ đầu đến cuối Viêm Đình không hề nhìn cô, cười ngu ngốc nhìn Lâm Nguyên, anh còn muốn uống. Chờ một lát, em thổi nước cho nguội. Lâm Nguyên nhấp một ngụm đảm bảo nước không quá nóng rồi lại cầm cái cốc trước mặt hắn, anh tự cầm đi. Không, anh muốn bảo bối đút. Viêm Đình cũng không rũi tay, một mực đòi uống từ trong tay Lâm Nguyên. Yo, còn học được cách làm nũng, nhưng người đàn ông mạnh mẽ làm nũng hình ảnh không quá đẹp lâm nguyên trong miệng lẩm bẩm đào mắt nhưng vẫn cầm cái ly trong tay cẩn thận đút cho viêm đình miệng giao găm tâm đậu hủ bên tai vang lên những lời nói huyên thuyên của trình tịch lâm nguyên coi như nhạc đệm nó có một chút ồn ào nhưng này tại sao không có âm thanh lâm nguyên nghi hoặc mà nghiêng đầu thấy sắc mặt trình tịch trắng bệch mà nhìn phía trước ánh mắt phức tạp khó tả cậu tò mò quay đầu nhìn sang ở giữa hành lang cách đó ba mét anh hai nhà họ Viêm đang đứng ở ngoài một cánh cửa. Phía sau anh ta hẳn là phòng ngủ dành cho khách, nơi anh ta vừa nghỉ ngơi. Khoảng cách không xa, những gì trình tịch nói trước đó rất có thể bị anh ta nghe thấy không sót một chữ. Lâm Nguyên Yên lặng thu hồi tò mò ánh mắt, móc ngón tay Viêm Đình, nhỏ giọng nói, "Chúng ta đi thôi." Viêm Đình say rượu rất uể oải, hoàn toàn không biết bầu không khí xung quanh xấu hổ như thế nào, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà gật đầu cười, "Được." nói rồi nhân cơ hội nắm tay cậu vào lòng bàn tay. Lâm Nguyên không nói gì và bỏ chạy cùng Viêm Đình. Sau khi vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, ghé tai vào cửa muốn nghe xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cũng không biết, hai người có đánh nhau không? Viêm Đình cũng bắt trước động tác của cậu, nằm trên tấm cửa để lắng nghe, hắn thì quá lớn mà cửa quá hẹp, vì vậy gần như ép Lâm Nguyên vang ra. Lâm Nguyên thân thể vừa bị nghiêng, bị Viêm Đình ôm vào trong lòng, cầm ở trên đỉnh đầu cậu cỏ cỏ xoa đôi tay cũng không thành thật. ế, anh làm gì? Lấy tay ra, anh không phải uống say sao? Muốn nghe lén mà nghe lén không được, Lâm Nguyên đánh rất bàn tay đang chạm vào cậu của viêm đình, dùng hết sức của chín châu hai hổ, mới đưa hắn nhét vào trong ổ chăn dùng chăn bọc đến kín mít. Viêm đình bị bọc thành một cái xác ướp, nhìn Lâm Nguyên với đôi mắt đen và sâu, mặt lộ vẻ ủy khuất. Lâm Nguyên hung hăng chừng mắt nhìn hắn, nhắm mắt lại ngủ đi nếu không em chặt dây dây của anh suy nghĩ của hắn rất chậm viêm đình chấp nghi thật lâu như đang cố gắng suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của lâm nguyên lâm nguyên sợ hắn một giây sau sẽ hỏi mình dây dây cái gì vì vậy vội vàng lấy lòng bàn tay che miệng hắn lại anh đừng nói chuyện nghe em nói em mệt quá em muốn ngủ anh đừng làm phiền được không lâm nguyên quỳ trên giường buồn ngủ đến mức không còn sức lực em tỉnh lại rồi anh muốn làm gì thì làm. Lâm Nguyên nói xong, cảm giác phía sau lưng đột nhiên trầm xuống. Người đàn ông vừa nãy quấn lấy cậu, không biết khi nào tránh ra. Viêm đình đắp chăn lên người tiểu gia hỏa, lại đem cậu ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng, thấp giọng nhẹ dỗ ngủ đi. Lâm Nguyên chớp chớp mắt, đột nhiên cảm thấy viêm đình giống như tỉnh rượu. Vừa định hỏi, khóe miệng đã bị hôn một cái. Viêm đình hôn vừa nhanh vừa vội, nhẹ nhàng hôn một cái liền rời đi, như là sợ bị mắng. Nơi nào giống như này hắn tỉnh táo, hắn rõ ràng vẫn là say. Lâm Nguyên không nói gì, ngáp một cái chui vào trong vòng tay của Viêm Đình, cũng không che hắn cả người toàn mùi rượu, nhắm mắt lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Viêm Đình không ngủ, hắn xoa xoa tóc Lâm Nguyên một cái, mân mê tai cậu một cái, lại hôn lên má, chơi vui vẻ vô cùng. Thật sự đặc biệt ngốc hoàn toàn không có giống tổng tài ngày thường quát tháo thống trị thế giới kinh doanh. Lâm Nguyên nửa mê nửa tỉnh, cảm thấy bụng vừa nóng vừa ngứa, muốn chờ mình nhưng không được. Viêm đình vẫn chưa ngủ, vẫn còn đang tung tăng nhẹ nhàng hôn lên bụng Lâm Nguyên qua lớp quần áo, vẫn đang nhỏ giọng nói chuyện. Con à, ba là ba của con, người ba vĩ đại và đẹp trai nhất của con. Con phải nghe lời ba, đừng nghịch ngợm, nếu không ba sẽ đánh đòn con. Lâm Nguyên đang ngủ say thì đột nhiên bị vỗ nhẹ vào bụng. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, viêm đình nâng bàn tay lên nhắm ngay cậu bụng còn chưa đánh xuống. mươi 43, anh làm sao vậy? Lâm Nguyên rụi rụi đôi mắt buồn ngủ, giọng nói buồn ngủ mềm mại. Bàn tay viêm đình dơ lên ở giữa không trung dừng lại một lát, chuẩn xác chụp phần bụng hơi nhô ra của cậu, còn nghiêm trang nói anh đang giáo huấn con trai. Lâm Nguyên, làm thế nào để anh biết đó là con trai? Nếu là con gái thì sao?" Lâm Nguyên chớp mắt, thầm nghĩ hai chúng ta chúng ta là nam nhân thô bạo nuôi con gái gì được, tốt hơn là nên nuôi một đứa con trai rắn chắc. "Ồ, vậy anh tiếp tục đi." Lâm Nguyên buồn ngủ ngáp một cái, nắm lấy góc áo của Viêm Đình, tiếp tục nhắm mắt ngủ. Viêm Đình không nhúc nhích nữa, cả người như bị điểm huyệt cúi đầu nhìn xuống vài ngón tay trắng nõn đang nắm lấy quần áo của mình, đôi mắt tràn đầy khí thế vừa rồi đột nhiên trở nên an tĩnh lại hắn thận trọng nằm nghiêng xuống động tác vô cùng nhẹ nhàng vì sợ đánh thức anh chàng nhỏ bé đang ngủ say bên cạnh lâm nguyên ban đầu cũng không có ngủ cậu chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi hồi lâu cũng không có nghe thấy động tĩnh gì chậm rãi hé mắt muốn nhìn xem người say rượu đang làm cái gì tuy nhiên lại phát hiện ra rằng viêm đình không làm gì cả chỉ yên lặng nhìn mình đôi mắt ngày thường sâu lạnh nhưng lúc này lại dịu dàng vô cùng rõ ràng ở vào trong bóng đêm nhưng nó dường như được lấp đầy bởi các ngôi sao, tỏa sáng rực rỡ. Trái tim của Lâm Nguyên chợt đập lỡ một nhịp, thân thể rụt rụt lại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong chăn bông, cậu lẩm bẩm nói anh nhìn em làm gì. Này hơn nửa đêm, cậu sẽ suy nghĩ bậy bạ, viêm đình không nói gì, trầm mặc an tĩnh. Lâm Nguyên mím mím môi dưới, duỗi tay móc ngón tay hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào trong lòng bàn tay, thì thảo nói ngủ đi. rèm che chăn ánh sáng, căn phòng lờ mở ánh sáng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim của hai người bọn họ. Viêm đình nhìn Lâm Nguyên nghiêm túc như vậy, hơi nhích người về phía trước, giống như thì thầm, thấp giọng nói, Nguyên bảo, anh muốn hôn em. Hả, Lâm Nguyên ngơ ngẩn, nghi hoặc nói, tại sao lại gọi em là Nguyên bảo. Anh nghe thấy cái tên đó ở đâu? Anh, mô. Viêm đình cúi người và hôn lên khuôn miệng nhỏ của anh chàng. Hơi thở ấm áp đan sen, không khí trong phòng dần dần ấm lên. Viêm đình nhẹ nhàng em mơ t và hôn một lần nữa lại một lần nữa thâm tình lại sùng nịnh không một chút ý tỳ y bản quyền chỉ còn lại tình yêu nhớ nhung giống như một mùa xuân ấm áp quấn chặt lấy lâm nguyên bên tai là hơi thở nóng bỏng của người đàn ông như có như không hương thông lạnh động lại nơi đầu mũi thân thể lâm nguyên theo bản năng kháng cự ở thời điểm dâng lên hoàn toàn không có rỡ xuống tan vào hư vô cậu ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của viêm đình, không hề phòng bị vô tư đưa bụng mềm mại của mình ra. Những nụ hôn và cái em mờ tê nhẹ của viêm đình đậu trên khóe miệng cậu. Lâm Nguyên nằm úp sấp trên giường khẽ chạm vào cầm vừa mới cạo râu xong còn có chút gai của viêm đình, trong lòng vô cùng bình tĩnh, trong cơ thể cũng có cảm giác ấm áp. Đây là lần đầu tiên cậu bị viêm đình hôn, mà trong đầu không có bất kỳ ý liên quan đến tỷ y bản quyền dù không làm gì nhưng vẫn cảm thấy rất mãn nguyện. Đó không phải là kiểu mãnh liệt hương phấn sau hư thoát vô lực, mà là cảm giác thỏa mãn xuất phát từ trái tim. Rất giống, sinh hoạt của chồng chồng già. Lâm Nguyên ngơ ngác nhìn trần nhà trên đầu, lông mi dài và rậm hơi rũ xuống, ánh mắt trầm tư, còn tưởng rằng mình đang so sánh cái gì á. Rõ ràng hai người bọn họ đều còn trẻ á, già cái gì mà già. Bước vào sinh hoạt của người già sớm, bình bình đảm đảm, có thể tiếp thu được. Nhưng cấm dục, cậu không thể tiếp thu. Cậu chỉ mới 18 tuổi, đó là thời điểm cậu cần được tưới mát và bồi bổ. Lâm Nguyên bị chính mình làm cho đỏ mặt, suy nghĩ thật sự là càng ngày càng đen, nhưng cũng không tệ lắm. Nếu như bị viêm đình biết cậu cả ngày đều suy nghĩ cái gì, có thể hay không bị dọa chảy. Lâm Nguyên nện một búa đập đông một vồ tây, Lâm Nguyên đông một búa, tây một chày gỗ loạn nghĩ, cho rằng lão nam nhân còn hôn mình, dường như hôn chưa đủ. Nhưng ngoài hôn ra thì không làm gì khác, ngay cả nụ hôn cũng giới hạn ở cổ, chỉ hôn lên mặt thậm chí không được chạm vào hốc cổ. Lâm Nguyên nội tâm không dao động, thậm chí còn muốn cười một chút. Cậu giơ tay vỗ vỗ cái ót nam nhân, ậm bừ nói, kiếp trước anh có phải là chó không? Không, chó không hôn một cái là không dừng như anh đâu. Ngay khi cậu đang nói, Viêm Đình há miệng ngậm lấy vành tai của cậu còn dùng lực say nhẹ hô hấp Lâm Nguyên trong phút chốc trở nên rối loạn, ai, anh đừng. Bảo bối, em có muốn, viêm đình áp vào má cậu thì thầm. Lâm Nguyên tinh chuẩn ngắm bắn, đánh gãy hắn nói, không, không muốn. Đem ngón tay mát lạnh của đứa nhỏ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn viêm đình ý đồ mượn rượu quát tháo, anh nghĩ. Lâm Nguyên nghiêng người che miệng hắn lại, ánh mắt hung tợn, anh có thể nghĩ, nhưng đừng nói ra. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép viêm đình thuận thế hôn lên lòng bàn tay cậu háo hức nhìn cậu cái đuôi to lớn vô hình phía sau không ngừng đong đưa trông rất đáng thương nhưng lâm nguyên rất vô tình đẩy hắn ra với vẻ mặt không cảm xúc làm cá phơi trên giường sống không còn gì luyến tiếc nói em nói cho anh biết với tư cách là người kế thừa của xã hội thời đại mới chúng ta phải tuân thủ pháp luật và yêu chuộng hòa bình chủ trương trong sáng và ít ham muốn kìm hãm mọi thứ thở dài lâm nguyên nghiêng đầu rũ xuống nhìn hắn không nói được nữa. Thật là quá khó khăn, một khi không cẩn thận, phải bị. Viêm đình nhìn cậu bằng đôi mắt đen và sâu hút, đầu óc đờ đẫn không hiểu tên nhóc đang nói cái gì, chỉ nghĩ tiếng nói làm nhảm của cậu thật đáng yêu, trong lòng đã ngứa ngáy, muốn chạm vào nhiều hơn nữa. Bị ánh mắt trông mong mà nhìn, Lâm Nguyên làm sao có thể cứng lòng được. Cậu chưa bao giờ thấy viêm đình đáng thương như vậy, như thể hắn đã bị cậu ức hát iota ép thầm tệ. Người đàn ông mạnh mẽ, làm nũng ai có thể chịu được. Lâm Nguyên ghé vào tai Viêm Đình thì thầm vài câu, đầu lưỡi áp vào răng cọp nhỏ, cười hì hì chui vào trong ổ chăn. Viêm Đình ngây người ra nhìn một lúc, trước khi bộ não đờ đẫn phản ứng lại với nhận thức muộn màng, cũng nhấc chăn bông lên và chui vào trong đó. Chiếc giường lớn được phủ bằng chăn lông vũ mềm mại. Vào lúc chạng vảng, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, giống như một ngọn lửa cuồng nộ, nhanh chóng thiêu dụi mọi thứ. Trong phòng ngủ dành cho khách, cả hai mệt mỏi vì lăn lộn và lăn ra ngủ trong phòng khách dưới lầu không khí ngưng trọng viêm thụy ngồi ở trên sofa cái lưng vốn luôn thẳng đứng lúc này đang gục xuống trầm mặc trong lòng anh như lửa đốt nhưng vẫn duy trì vẻ lịch lãm của một quý ông trình tịch người ngồi đối diện nhìn chằm chằm xuống sàn nhà dưới chân im lặng cô ấy không có bất kỳ cảm giác tội lỗi không hối hận và thậm chí cô còn không muốn nói lời xin lỗi năm đó khi biết tin trình tịch có thai Viêm Thụy rất vui mừng, cho dù có đoạn tuyệt với cha mình và từ bỏ thân phận nhị thiếu gia, anh vẫn giữ trách nhiệm với cô. Không ngờ, 6 năm hôn nhân, đổi lấy lại là phản bội. Một lúc lâu sau, Viêm Thụy mới mở miệng, em thích Hà Đình từ khi nào? Trình tịch cười cười, ngữ khí lương bạc, đã thành ra như vậy, thì từ khi nào còn quan trọng sao? Kẻ có suy nghĩ tỷ y không những không có hối hận, ngược lại còn cao cao tại thượng của trách, viêm thụy, anh là đồ hèn hạ tôi không tin anh nhiều năm như vậy không hề nghi ngờ vậy để tôi nói cho anh biết khánh khánh không phải là con trai của anh viêm thụy ôm đầu sống lưng hoàn toàn sụp đổ cả người cơ hồ muốn thu lại thành một đoàn không có giống giận không có chửi bậy càng không có động thủ mọi cảm xúc đang sụp đổ một cách âm thầm và nhanh chóng trình tịch đứng dậy trải lại mái tóc dài của mình trên cao nhìn xuống khinh thường nói tôi khinh thường anh nhất nhát gan và bất tài ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng khách. Một tia nắng rơi vào người viêm nhị ca, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh coi như không có chuyện gì xảy ra, vừa nói ra lại vừa kiên quyết nói, ly hôn đi, khánh khánh thuộc về tôi. Trình tịch sừng sốt, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đồng tử đột nhiên mờ to, giọng nói lo lắng, cái gì? Anh bị điếc, tôi vừa mới nói, khánh khánh hoàn toàn không phải con của anh. Viêm Nhỉ ca bình tĩnh mà sửa lại cho cô, Khánh Khánh là con trai tôi, tôi nuôi nó 5 năm. Trên đời này không ai biết, cái nào quan trọng hơn giữa huyết thống bẩm sinh hay công nuôi dưỡng. Người mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày, đứt ruột sinh con lại không chút lưu tình, được rồi, tôi có thể đem Khánh Khánh cho anh, nhưng trước tiên phải hứa với tôi một điều kiện. Giọng điệu của Trình Tịch rất đơn giản như đang bàn bạc về một món hàng có thể bán tùy ý, anh đưa tôi 50 triệu, đứa con trai thuộc về anh một giọng nói hơi sắc bén vang lên trong không gian và ngay sau đó biến mất trong vầng sáng. Một lúc sau, hai người một trước một sau mà rời đi, phòng khách im lặng trở lại. Khi Lâm Nguyên tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen, cảm giác đau nhức sắp đổ ập xuống khiến cậu cuộn mình trên giường không muốn động đậy. Viêm đình đã tỉnh, dựa vào đầu giường lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu. Khóe miệng căng ra, Lâm Nguyên cảm thấy hành động này giống như vuốt đầu cún, cố ý đẩy đầu cậu vào lòng bàn tay, tức giận nói bỏ tay ra, nếu không em sẽ cắn anh. Trong khi nói, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn viêm đình. Hai người nhìn nhau, không ai đề cập đến những gì đã xảy ra trước đó. Một là hắn cảm thấy bộ dáng lúc say quá khác so với thường ngày, mất đi uy nghiêm. Mà Lâm Nguyên cho rằng chính mình thừa dịp viêm đình say rượu, còn câu dẫn hắn làm những việc đáng xấu hổ, có chút rụt rè dù sao thì hãy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra và không ai được phép nhắc đến nó lâm nguyên cuộn mình cuộn mình thành một quả bóng nhưng cảm thấy không thoải mái chờ mình nằm trên giường làm nũng rầm gì anh giúp em xoa xoa eo đi tiết trời cuối thu lành lạnh viêm đình lo lắng đứa nhỏ sẽ bị cảm lạnh nên đắp chăn bông cho cậu trước sau đó giúp cậu xoa phần eo bị đau của mình qua chiếc chăn bông lâm nguyên nằm trên gối đôi má phẳng lì bẹp rúm đôi mắt trong veo khẽ nheo lại biểu cảm rất vui vẻ miệng cũng không nhàn rỗi, ngữ khi nói ngọng nghịu, sau này phá sản, anh có thể mở tiệm massage, nhất định sẽ trở thành người đứng đầu ngành, nổi tiếng khắp cả nước. Chấm, nếu không, kêu là phòng massage đình đình đi, Lâm Nguyên không sợ viêm đình sẽ làm gì mình, nếu hắn dám dùng vũ lực trên thắt lưng của mình, cậu sẽ gờ yêu ta S3 của con mình. Này, đúng rồi sinh nhật anh cả của anh, sao con trai anh ta viêm lang không về? Lâm Nguyên nghi ngờ suy nghĩ một lúc, theo cốt truyện lúc này viêm lang đã hòa giải với gia đình. Lầm bầm, quay đầu lại vùi cả mặt vào gối mà cỏ cỏ, không để ý đến vẻ mặt nhanh trong u ám của viêm đình ở phía sau. Đàn ông 30 tuổi cũng có thể ghen, nhưng là thân là trưởng bối hắn lại không thể ghen tuông quá mức, đành phải nhịn xuống nhỏ giọng đáp, không biết. Lâm Nguyên tuy vô tư, nhưng chính là cậu không nghe thấy giọng điệu chua chát trong đó, lại hỏi anh nói xem viêm lang có quan hệ tốt với cha mẹ không. Sở Dĩ Lâm Nguyên hỏi như vậy, chỉ là muốn phán đoán xem vợ chồng Viêm Đại Ca có thể hay không là đồng lõa, giúp đỡ con trai cùng nhau diệt trừ mối đe dọa vô hình. Nhưng đàn ông đang ghen tuông không thể hiểu được điều đó, còn dễ dàng nghĩ nhiều. Sắc mặt Viêm Đình u ám nặng nề, ánh mắt đen hơn bầu trời đêm bên ngoài, ghé vào lỗ tai đứa nhỏ, lạnh lùng nói, trên giường của anh, em còn nhớ người đàn ông khác sao? Chương 44, một nửa khuôn mặt Lâm Nguyên vẫn vùi vào trong gối cậu tùy ý để cho lão nam nhân hôn lên má mình, trong miệng lầm bầm lầm bầm mà sửa đúng, anh sai rồi, đây không phải là giường của anh, theo thực tế đây phải là giường của nhà anh trai anh. Không hẳn là đúng, viêm đình lật người nằm úp sấp bên cạnh cậu nhóc, xoa xoa gò má dịu dàng của cậu, chỉ cần em muốn, anh lập tức có thể biến nó thành của mình. Nhìn xem, cái giọng điệu của bá đạo tổng tài này. Hơn nữa hắn còn là bá tổng có vấn đề trong đầu, hắn sao vậy còn muốn lấy giường sao? nói không chừng viêm đình thực sự có thể làm được. Thật sự quá xa điêu sao, Lâm Nguyên một chút không muốn chuyện đó xảy ra chút nào, xoay người nằm đè lên trên người hắn, không thành thật mà đá vào chân hắn, sao anh không đem em về nhà, so với việc dọn giường còn đỡ tốn sức, đem em về rất đơn giản. Nghĩa đen là điêu khắc tượng cát, nhưng theo ngôn ngữ mạng hiện tại, xa điêu là từ đồng âm với từ ngu ngốc bên tiếng Trung, dân mạng dùng từ này để tránh bị hài hòa mặt cười trên người viêm đình ngủ thật sự quá thoải mái, Lâm Nguyên bò lên cũng không muốn xuống đầu dựa vào L sao IG ngực rắn chắc của hắn, lắng nghe nhịp tim truyền đến từ dưới L sao IG ngực, vô thức nhếch mép cười. Ngay cả Lâm Nguyên cũng không biết mình vui như thế nào, dù sao cũng là rất vui. Giống như một cái bánh, cậu giang hai tay vươn mình nằm nhoài trên người viêm đình, đầu linh hoạt mà cọ tới cọ lui, rất nhiều lần đều đỡ Upsilon.ng vào cầm viêm đình, chơi vui vẻ vô cùng. Lâm Nguyên năm nay mới 18 tuổi, nói cho cùng vẫn là một đứa trẻ bình thường trước mặt người khác luôn giả bộ trưởng thành, là một loại bản năng bảo vệ mình. Nhưng sau khi ở bên Viêm Đình một thời gian dài, thân thể và trái tim của cậu đã tự động được chứng nhận, hơi thở của người trước mặt là an toàn mọi cảnh giác và đề phòng đều được chốt bỏ. Lâm Nguyên chơi đùa đến mức xém chút nữa là vô tình ngã xuống gầm giường, may mà Viêm Đình đã kịp thời ôm lấy. Rúc đầu ra khỏi khuỷu tay của người đàn ông, Lâm Nguyên vò đầu bứt tóc sau khi nhận ra mình còn chưa có ăn cơm chiều liền nắm lấy lòng bàn tay của Viêm Đình đặt lên bụng, nhẹ nhàng nói, "Em đói." Vừa dứt lời, cửa đột nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ vang, ở trong không gian trống trải phá lệ rõ ràng. Lâm Nguyên sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Viêm Đình và chui vào trong ổ chăn. Thứ cậu đang mặc không phải quần áo của chính mình mà là chiếc áo sơ mi của Đình, quá rộng và cái gì cũng che không được dấu vết màu đỏ trên người cậu xếp thành tầng tầng lớp lớp, cực kỳ ái muội còn đều là vết mới, khiến người ta nhìn thoáng qua là đã biết từng xảy ra chuyện gì trong căn phòng này. Da mặt Lâm Nguyên không dày như vậy, cậu còn muốn mặt. Đều do lão lưu manh này, một hai phải chiều hắn. Thử hỏi, cái kia huyết khí phương cương nam nhân có thể cầm giữ được. Lâm Nguyên nhanh chóng đem chính mình gói kỹ lưỡng, sau đó duỗi ra một chân từ trong chăn bông đá viêm đình thấp giọng thúc giục, mau mở cửa đi không ai được phép vào hơn phần nửa là tới gọi bọn họ ăn cơm chiều nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tiểu gia hỏa viêm đình cũng không đành lòng dọa cậu xoa xoa lông xù xù trên đầu cậu lúc này mới mặc áo ngủ đứng dậy mở cửa ngoài cửa viêm lang sững sờ khi nhìn thấy áo ngủ trên người của viêm đình mới nói chú cơm chiều đã chuẩn bị xong vừa rồi anh nghe mẹ nói lần này chú tới còn dẫn người đi theo có vẻ khá yêu thích viêm lang rất tò mò rốt cuộc ra nhân vật như thế nào. Anh muốn lén lút nhìn vào bên trong, nhưng dáng người cao lớn của Viêm Đình chặn cửa lại, anh không nhìn thấy gì cũng không dám quá mức trắng trợn. Viêm Lang cố gắng chỉ hoãn thời gian, đứng ở ngoài cửa không có ý định rời đi. Viêm Đình không quản hắn, chỉ là lạnh lùng mà ư ừ một tiếng, liền đóng cửa lại. Cách đó không xa, Lâm Nguyên người đang nằm trên giường quấn chăn bông, trở nên căng thẳng khi nghe thấy ai đang đến. Mục đích cậu đến đây là để phòng bị viêm lang dở trò. Mà hiện tại, nhân vật mục tiêu đã xuất hiện đến lúc cậu nhập trạng thái chiến đấu. Ngay khi viêm đình quay lại, tình tôi nhìn thấy tên nhóc đang trợn tròn mắt, tai vỉnh lên để nghe trộm cảm giác ghen tuông trong lòng kìm nén không lâu lại nhanh chóng trào lên. Hắn đang ghen, ghen tị là viêm lang gặp được tiểu gia hòa trước, mà trong suốt thời gian đó, không có bất kỳ bóng hình nào của bản thân. Viêm đình bước nhanh tới. Biến tinh chiếm hữu thành chất chứa ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nguyên, cúi đầu hôn xuống. Lâm Nguyên chớp chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hàm răng của cậu đã bị cậy ra. Sau gần 20 phút, Viêm Đình mặc quần áo chỉnh tề và rời khỏi phòng ngủ của khách, chỉ còn một mình cậu. Trên chiếc giường nhàu nhĩ và nhăn nhúm không có một bóng người, lại có tiếng la mắng từ phòng tắm nơi cánh cửa được khép hờ. Lâm Nguyên đã mặc xong quần áo cổ áo len áo hút đi rất cao che đi mọi thứ phía dưới xương quai xanh. Nhưng lại không che được cổ, viêm đình cũng không biết sao lại thế này nhưng vừa rồi khi hôn cậu, còn cố ý trên cổ cậu để lại mấy dấu hôn dấu vết rất rõ ràng. Cái này làm cho sao mà cậu dám ra ngoài gặp mọi người. Lão Đông Tây không biết xấu hổ. Trong nhà ăn, những người khác đều đã ngồi sẵn, nhìn thấy viêm đình đi xuống lầu một mình, rất là nghi hoặc. Viêm đại tàu, Bề ngoài tốt tính mở miệng quan tâm lo lắng nói: "A à Đình, tại sao em lại xuống một mình? Em ấy không được khỏe, không tiện xuống lầu." Viêm Đình lễ phép đáp lại, không muốn nói thêm. Không có ai tiếp tục hỏi han, Viêm Đại Tẩu vừa kêu người hầu chuẩn bị bữa ăn đem cho vị khách trên lầu, thì Viêm Đình đã sắn tay áo lên, cầm lấy bát từ người hầu tự mình động thủ. Trên bàn mỗi món ăn, hắn đều gắp một đũa, trừ những món nặng mùi. Gặp được thịt, sẽ gắp nhiều hơn chỉ chốc lát sau, một chén đã được lấp đầy. Viêm đại tàu gọi một người hầu khác đến chuẩn bị bưng lên, viêm đình nói, không cần, em tự đem lên. Viêm đại tàu cùng chồng mình nhìn nhau, với vẻ mặt rất y tứ. Ăn trước đi, không cần đợi em. Viêm đình bưng đồ ăn, xoay người lên lầu. Nhà ăn so vừa rồi càng im lặng, ai cũng không động đũa. Diêm lãng viêm lang nhìn về phía cha mẹ của mình, đối với nhị thúc và nhị thẩm không nói gì, tò mò hỏi chú định kết hôn với người đó sao. Vừa rồi mẹ của viêm lang không nói rõ cho hắn biết người mà viêm đình đưa tới là nam hay nữ, hắn còn nghĩ rằng là nữ. Chú đối người kia cũng thật tốt quá đi, cơm đều tự mình đưa đến trong phòng. Nhưng người phụ nữ đó rất biết làm mình làm mày, bất quá chỉ đi vài bước xuống cầu thang cũng không muốn đi. Cô ta nghĩ mình là công chúa đậu Hà Lan. Viêm lãng cầm đũa vừa ăn vừa than thở, viêm đại tẩu trừng mắt nhìn con trai rồi khiển trách sau lưng người ta con đừng có nhận xét cha mẹ thường dạy con như thế nào Giang rắc một tiếng cắn dưa chuột trong lòng viêm lam nói hai người cả ngày không thấy người dạy hắn cái gì Và lại nhị thúc cùng nhị thầm cũng không phải người ngoài viêm lam cắn vài miếng mới nhận ra mọi người đều không động đũa hăng hái nói nhị thúc nhị thầm đừng quan tâm mẹ con mau ăn đi bà ấy tới thời kỳ mãn kinh một ngày không dạy dỗ người liền nhàn đến hoảng cả viêm thủy cùng trình tịch đều không có cảm giác thèm ăn, để không để người khác nhìn ra manh mối, họ đã cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng và mặt ngoài duy trì sự bình yên trên trong thời gian này. Viêm đình vốn dĩ muốn cùng tiểu gia hỏa ăn cơm, nhưng sau đó vài phút, Lâm Nguyên đã nhẫn tâm đuổi hắn ra khỏi phòng và bảo hắn xuống nhà ăn cơm. Đừng lùng lẳng lúc ẩn lúc hiện trước mặt, khó chịu lắm. Sau khi viêm đình trở lại phòng ăn và ngồi xuống, chiếc bàn vốn đã im ắng càng thêm im lặng hắn không hỏi lý do chỉ bưng bát cơm của chính mình lâm nguyên cảm thấy mình rất đói nhưng ăn nhiều cũng không vô đặt bát lên bàn đầu giường đi tới ban công dựa vào lan can nhìn vào trong vườn gió đêm từ từ thổi qua thật là mát mẻ dễ chịu khu vườn rất rộng nhưng đang là mùa thu nên không có nhiều hoa đẹp lâm nguyên đã phát ngốc một lúc không biết mình đúng hay sai khi từ chối xuống lầu ăn cơm cùng mọi người nếu viêm lang ra tay vào lúc này tỉ như hạ độc lâm nguyên nâng tay vỗ vỗ chán cảm thấy được chính mình suy nghĩ nhiều quá đây không phải cổ đại cũng không phải phim truyền hình tổ huyết thì chuyện đó từ đâu ra ngay khi hả cũng dễ dàng bị phát hiện ra những người giàu có trong gia đình hào môn có khám sức khỏe ít nhất 6 tháng một lần phải không càng nghĩ càng thấy mình nghĩ càng thái quá lâm nguyên xoa xoa cổ xoay người rời khỏi ban công ra khỏi phòng sau khi đi loanh quanh trên hành lang cậu thấy có một cầu thang khác để đi xuống dẫn thẳng ra vườn sau thay vì đi qua sảnh trước cậu nghĩ là sẽ không gặp bất cứ ai cũng sẽ không chú ý tới dấu hôn trên cổ trong vườn có đèn ánh sáng mờ không phải đặc biệt sáng ngời những con bướm đêm nhỏ tụ tập lại và lượn vòng dưới đèn đập vào trao đèn nhiều lần lâm nguyên ngẩng đầu nhìn một hồi ngồi xổm ở bên bể bơi nghịch nước biệt thự của viêm đình cũng có bể bơi nhưng khi phát hiện mình mang thai nên không được đi bơi một lần thời kỳ đầu mang thai lại không thể bơi nên chỉ có thể đứng trông mong nhìn xuống nước trong nháy mắt trời đã sang thu nước lạnh như băng viêm đình sẽ không cho phép cậu bơi nữa này lâm nguyên thở dài chọc bụng đều là lỗi của con ba ba vì con mà trả giá quá nhiều ăn xong viêm lang đi dạo trong vườn như thường lệ khi nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên bể bơi anh cho rằng đó là người hầu ở nhà lười biếng vừa mới chuẩn bị gian dậy lại phát hiện không quá thích hợp người đó không mặc đồng phục người hầu, nhỏ nhỏ nép mình ngồi xổm bên mép bể bơi, ngón tay ở trong nước qua lại quấy, như là đang chơi đùa. Ánh đèn trong vườn mở ảo, người đàn ông đang quay mặt đi chỗ khác nên viêm lang nhất thời không nhận ra là ai, nghi hoặc bước tới. Lâm Nguyên đang nói chuyện với con trong bụng bằng ngôn ngữ tâm linh và khi nhận ra tiếng bước chân, người đàn ông phía sau đã ở rất gần. Cậu là ai? Đang làm gì ở đây? Ai cho cậu đến nhà tôi? viêm lang hỏi liên tiếp ba lần giọng điệu rất bất lịch sự mang theo vẻ kiêu ngạo khinh thường không cần quay đầu lại lâm nguyên cũng có thể đoán được chính xác người này là ai gần đây không chỉ ăn nhiều ngủ nhiều mà tính tình cũng khó khăn không muốn chịu đựng chút nào vẫy vẫy nước trên tay đứng dậy quay đầu bỏ đi viêm lang nhìn rõ mặt của cậu nhất thời sắc mặt kinh ngạc cậu tại sao lại là cậu anh không nhìn lầm chính là tôi lâm nguyên bước sang một bên rời xa bể bơi không an toàn, tôi tới tìm ba mẹ anh đòi tiền á, trước đây anh tiêu của tôi nhiều như vậy, một phân cũng không có trả lại, đừng cho rằng tiền bạc như vậy liền không trả. Vốn dĩ Lâm Nguyên không định đòi, dù sao đó là tiền của nguyên chủ ban đầu không phải của cậu. Nhưng thái độ của viêm lang khiến người ta thật khó chịu, một phân tiền cũng không trả lại. Nghe vậy, vẻ hoảng sợ thoáng qua trên mặt viêm lang, thoáng qua tựa hồ không muốn cha mẹ biết chuyện bên ngoài hắn đã làm. Một lúc sau, vẻ mặt hung tợn nghiến răng uy hát yêu ta ép, cậu dám. Nó thực sự đáng sợ. Lâm Nguyên trợn tròn mắt, vậy anh cứ mở to mắt ra xem tôi có dám không. Trong cơn tức giận, Lâm Nguyên thậm chí còn quên mất trên cổ còn có dấu hôn, xoay người đi về phía nhà. Viêm làng đầu có thể nào trơ mắt mà nhìn cậu đi tới trước mặt cha mẹ mình lộ ra khuyết điểm, đột nhiên xông lên đi, túm chặt cánh tay cậu đẩy về phía trước. Bùm! những tia nước bắn tung tóe trong làn nước bể bơi lạnh giá. Lâm Nguyên đứng ở trên bờ, ổn định thân hình, trong nháy mắt bối rối chớp mắt. Hờ, tôi không làm gì cả, tại sao người này lại bị ngã? Chương 45, Viêm làng cua quào trong bể bơi như một con chó chết đuối, còn cố ý la lớn tiếng nước bể bơi lạnh lẽo bắn tung tóe khắp nơi, trên thành bể tích tụ một vệt nước lớn. Lâm Nguyên nhất thời không để ý tới, ống quần của bị bắn ướt đẫm, nhanh chóng lui về phía xa một mét kinh ngạc nhìn hắn nước trong hồ bơi này sâu một mét năm nhiều nhất là đến cổ có gì đáng ẩm ĩ gì đâu bên này động tính quá lớn chẳng mấy chốc đã có nhiều người hầu bị thu hút nhìn thấy chính là thiếu da rơi xuống nước có mấy người phụ giúp cắt tỉa cành hoa ném cây kéo lớn lần lượt nhảy xuống nước vội vàng đem viêm lang vất lên viêm lang cả người đều ướt súng áo sơ mi trắng dính sắt vào người lộ ra màu da thịt cùng đường nét cơ ngực những người hầu gái bị thu hút xung quanh họ quay đầu xấu hổ và che mặt. Lâm Nguyên nhìn nó với vẻ thích thú, tâm nói thật không hổ là vai chính công chân dài, cơ bắp đầy đủ dáng người đẹp. Trách không được, Lâm Kỳ vạn người mê cuối cùng lại chọn hắn. Rốt cuộc, có tiền lại lớn lên xoái, trên thế giới này thật đúng là không nhiều lắm. Lâm Nguyên đôi mắt một chút cũng không nhàn rỗi, nhân cơ hội đem Viêm Lang đánh giá. Bàn tay tiến trong túi, sẵn sàng chụp vài bức ảnh bằng điện thoại đáng tiếc động tác không đủ nhanh người hầu nhanh chóng quấn khăn tắm cho viêm lang ai lâm nguyên tiếc nuối mà thở dài im lặng cất điện thoại trở lại sau màn lăn lộn này tất cả đèn trong vườn đều được bật lên chiếu sáng cả sân như ban ngày viêm lang đang quấn một chiếc khăn tắm run lên vì lạnh giống như một con gà rớt vào nồi canh tóc ướt dính vào trán nhỏ giọt liên tục cả người nhếch nhác nhưng bản thân hoàn toàn không biết điều đó còn cố ý đứng ngược với ánh sáng, góc cảnh khuất hơi nhếch lên, cách không khí nhìn Lâm Nguyên chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Lâm Nguyên, cậu không tán được tôi thì muốn gỡ yêu ta tôi, cũng thật đủ ác độc. Cái quái gì vậy, cậu sợ đến nỗi hạt dưa đều rớt, Lâm Nguyên trợn mắt há hốc mồm. Cậu đã gặp qua những người thích diễn ngoài đời thực nhưng chưa thấy ai diễn xuất sắc như vậy. Lâm Nguyên cười nhẹ, không né không tránh châm chọc phản bác, tôi còn có thể càng ác hơn, muốn thử sao. Viêm lang rất hài lòng với câu trả lời của mình. Mục đích đạt tới một nửa, liền tiếp tục úp đối phương, cậu lúc trước nói muốn giúp tôi, tôi cùng đường liền tin cậu. Không nghĩ tới, cậu thật sự muốn ngủ với tôi. Ngoặc kép, Lâm Nguyên, lời thoại của nhân vật nữ chính đáng thương, cưỡng chế an bài cho tôi vai nam tám hung ác ăn thịt người. Vào lúc này, chẳng lẽ sẽ có một nam chính đẹp trai đến si tình và cứu nữ chính khỏi nguy hiểm sao? Cho nên, nam chủ đâu? ở đâu mau ra đây đi cho khỏe kỹ năng ném nổi của viêm lang tương đối mới lạ và lời thoại của anh ta quá giả tạo khiến người xem phải cúi đầu che miệng cười hắn muốn nhân cơ hội đem xu hướng tính dục ném sang lâm nguyên nói cậu là đồng tính luyến ái để cho mọi người nghĩ rằng mình vì lâm nguyên bức ép ngược đãi mới thích nam nhân cứ như vậy hắn liền trở thành người bị hại không những có thể che giấu hành vi lừa tiền trước đây của mình còn có thể nhân cơ hội tiết lộ xu hướng tính dục với cha mẹ để mở đường cho việc đưa lâm kỳ về nhà trong tương lai thật tiếc khi kỹ năng diễn xuất quá thấp và kỹ năng nói quá kém điều này gây tác dụng ngược không những không để mọi người buộc tội lâm nguyên mà còn tự biến mình thành trò cười những người hầu vẫn đang lấy tiền lương của chủ nhân cũng không dám cười quá mức trắng trợn táo bạo lâm nguyên thì khác cậu một chút cũng không ủy khuất chính mình trực tiếp cười ra nước mắt này cái kia cậu học kỹ năng diễn xuất ở trường nào vậy hãy nói cho tôi biết tôi nhất định sẽ thuyết phục hàng xóm không cho con họ vào trường này. Đây là cái trường học xác rời gì, cũng quá nguy hại cho những bông hoa của Tổ quốc. Lâm Nguyên cười đến đau bụng và không thể đứng vững, vì vậy ngồi xuống bậc thềm. Viêm Lam cũng nhận ra mình muốn diễn qua lố, lạnh lùng quét tới đám người hầu đang cười nhạo bên cạnh, tức giận gầm lên cốt ngay. Đám đông tản ra như chim khi có động tĩnh, đêm thu lành lạnh, gió lạnh thổi qua cả người viêm lang ướt đẫm không khỏi hắt hơi một cái chật vật đến cực điểm khi thế giống giận vừa rồi tan biến trong tích tắc nó trở lại dáng vẻ dùng mình của một con gà rớt vào nổi canh một kế không thành hắn lại tâm sinh một kế viêm lang lấy khăn lau mặt cười nói cậu không phải muốn tiền sao lại đây tôi cho cậu tiền lâm nguyên nhìn bể bơi sau lưng không nhúc nhích tôi thực sự muốn bơi nhưng tôi không muốn bị đẩy kỹ năng diễn xuất của hắn quá kém tin hắn ta thì đầu óc cậu có một cái lỗ lùng. Lâm Nguyên dùng ánh mắt nhìn người bệnh tâm thần nhìn hắn, khẽ nói, vậy tại sao không tới đây, tôi có thể cho giảm giá 10% tiền nợ. Viêm lang, anh đã quá lâu không gặp Lâm Nguyên, cũng đã quên Lâm Nguyên khác trước rất nhiều mà trở nên nhanh mồm dẻo miệng. Vẻ mặt viêm lang nhất thời vặn vẹo, ý niệm nham hiểm tràn ngập trong mắt nhanh chóng bị chính mình che đẩy, nghiến răng nghiến lợi nói cậu có thể. Nhưng đừng quên tôi là ai, bóp chết và nghiền nát cậu cho đến chết. Dễ như một con kiến, Lâm Nguyên cảm thấy lần đầu tiên đọc tiểu thuyết, hẳn là xem lộn tác. Đây không phải một quyển hào môn đấu tranh tô sảng văn, mà là một quyển cầu huyết xa điêu văn. Trong đó, vai chính công viêm lang chính là nhân vật xa điêu điển hình. Lâm Nguyên muốn cười, nhưng lại cảm thấy thật sự không quá phù hợp không khí hiện tại. Vẻ mặt nghiêm túc, cố ý hắng giọng có biết heo chết như thế nào không? Viêm lang sắc mặt trầm xuống, Lâm Nguyên cười hì hì, là bị tức chết. Lông mày của anh ta đột nhiên nhăn lại, viêm lang không hiểu nhưng anh ta cảm thấy mình bị chơi sỏ, lộ ra vẻ nham hiểm vừa mới chuẩn bị mắng chửi người, đột nhiên thấy Lâm Nguyên ôm bụng ngồi xổm xuống. Hắn khó hiểu, cậu làm gì? Lâm Nguyên cười chớp mắt nhìn anh, Giây tiếp theo, một tiếng dây y gì đau đớn tràn ra khóe miệng càng ngày càng lớn, bụng tôi đau quá. Ở phía xa. Viêm đình nghe thông báo của người hầu đến để kiểm tra tình hình, đã bị hốt hoảng và bước nhanh đến. Nguyên Nguyên, khuôn mặt lãnh đạm bình thường của hắn đã lộ vẻ hoảng hốt, vươn tay bế tên nhóc đang gào thét trên mặt đất lên, trong lòng dối bời, vội vàng kêu lên, gọi bác sĩ. Toàn bộ biệt thự đều rối loạn, đó chắc chắn là một đêm không yên bình. Lâm Nguyên cuộn tròn trong lòng ngực của viêm đình, lộ ra vẻ ốm yếu phảng phất hô hấp đều nhỏ không thể nghe thấy. Viêm đình bế cậu xuyên qua đám người và nhanh chóng đến phòng ngủ dành cho khách. Khi lên lầu, lợi dụng tầm nhìn của người khác bị bóng lưng to lớn của viêm đình chặn lại, Lâm Nguyên lặng lẽ cởi cúc áo khoác vừa rồi một nụ cười thoáng qua đôi mắt yếu ớt kia. Đôi mày lạnh lùng của viêm đình cao lại, vẻ uy nghiêm trong mắt vẫn tụ lại. Thấy hắn không hiểu, Lâm Nguyên có chút ấy náy nói, em không sao, cứ giả bộ đi. Ừ, viêm đình nhỏ giọng đáp lại, nhưng tốc độ dưới chân không hề chậm lại hắn nhanh chóng bế cậu vào phòng và đóng sập cửa lại, đem những người khác phía sau theo tới đều ngăn cách ở ngoài cửa. Lúc này, mây mù bao phủ lông mày viêm đình tan biến, lo lắng trong mắt tan biến, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhẹ nhàng đặt Lâm Nguyên xuống giường, tức giận gõ lên chán cậu, lần sau đừng hù dọa như vậy. Sống nhiều năm như vậy, vào thời khắc đó lần đầu tiên viêm đình cảm giác như trời sập xuống. Cũng may là chỉ giả vờ thôi, thực sự không có chuyện gì xảy ra hạnh phúc nhưng bất lực, viêm đình ngồi bên giường và hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị, tại sao lại gạt người? Bởi vì viêm lang bắt nạt em, Lâm Nguyên ủy ủy khuất khuất, ném nổi ném một cách vô cùng tự nhiên. Lâm Nguyên cúi đầu vặn vẹo ngón tay, giống như một đứa nhỏ đáng thương bị ức hát yêu ta ép thầm tệ, nhưng vì thân phận của đối phương, sợ bị trả thù, lắp bắp nói anh ta mượn tiền của em không trả, còn nói rằng em chủ động đưa cho anh ta dùng. Lâm Nguyên khàn khàn thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, cuối cùng gần như nghẹn ngào nói không ra lời. Bỉ khuất mà dụi mắt theo bản năng, vừa mới nâng cánh tay lên, cổ tay đột nhiên bị túm chặt viêm đình nắm lấy, đừng đỡ oxylon.ng vào, có vi khuẩn, dơ. Lâm Nguyên nhấp nhấp môi, một đứa nhỏ bất lực lại đáng thương. Viêm đình rất bình tĩnh, cũng không có dỗ chỉ thấp giọng hỏi, viêm lang thiếu em bao nhiêu tiền. Mười vạn, Lâm Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng lén lút nhìn vẻ mặt của viêm đình khóe mắt mới vừa nâng lên, liền tình cờ bị bắt gặp. Viêm đình cười nhéo nhéo mũi cậu, đừng giả bộ nữa, trông thật đáng thương muốn anh đau lòng chết sao. Mới là lạ, tôi không nhìn thấy bất kỳ sự đau khổ nào trên khuôn mặt của anh cả. Lâm Nguyên vỗ vỗ tay của người đàn ông, nhưng không thể giả bộ nữa cười thành tiếng, làm sao anh biết em đang giả vờ. Chỉ có sấm sét, không có mưa, viêm đình cười yêu nhã khen ngợi, nguyên nguyên của anh học cáo chẳng không tệ, tiếp tục cố gắng. Nhưng đánh đổ đi, ta cáo chẳng, cũng không gặp ngươi giúp ta à. Thôi đi, tôi cáo chẳng, mà không thấy anh giúp gì cả. Nói anh biết yêu cầu của em, viêm đình duỗi tay ra ôm cậu vào lòng, thấy ống quần của đã ướt, hơi cau mày giọng nói đột nhiên trở nên lạnh lùng, làm như thế nào bị vậy. Lâm Nguyên cảm thấy cơ hội tới, lập tức thêm mắm thêm muối đem viêm lang vừa rồi ăn và cùng phát sinh sự tình trình bày một lần, lúc nói mặt mày thì hớn hở hứng thú bừng bừng căn bản là không dáng vẻ đáng thương bị khi dễ ngược lại càng như là khi dễ người khác để không phải trả tiền cho em anh ta còn tung tin đồn em dụ dỗ anh ta bạn trai của em đẹp trai hơn anh ta gấp ngàn lần không anh đẹp trai gấp vạn lần em cũng không mù sao phải dụ dỗ anh ta trong khi coi thường viêm lang lâm nguyên trong tối ngoài sáng đem viêm đình khen một lần viêm đình xảo quyệt như thế nào làm sao lại không nghe ra cậu đang cố ý lấy lòng chính mình không những không tức giận mà còn rất vui đàn ông khi ghen tuông mù quáng đều là ngang ngược và vô lý hắn thật sự không biết xấu hổ lâm nguyên dậm chân đạp tên tiểu viêm lang trong lòng em mắng không được đánh cũng không được nghĩ tới nghĩ lui liền muốn tìm ngoại viện giúp em đem tiền đòi về ừ viêm đình gật đầu với nụ cười trên môi lâm nguyên nghiêng đầu nháy mắt chờ mong những lời tiếp theo của hắn nhưng viêm đình không nói gì lâm nguyên hai mắt ảm đạm ủ rũ cục đuôi quên đi không ai giúp tôi cả tôi sẽ phải dùng thân thể nhỏ bé của mình đối mặt với thế lực tả ác nếu tôi chết ngày này năm sau chú phải nhớ giúp tôi cúng kiến vài con gà quay nếu không tôi sẽ không cho chú đi nếu tôi là ma vừa nói cậu vừa định đứng dậy đi ra ngoài nhưng khoe mắt không khỏi nhìn về phía gương mặt viêm đình chờ ngăn cản nhưng không có viêm đình thờ ơ chỉ là cười như không cười mà nhìn. a à, nam nhân, bạn trai mà đáng tin, thì heo nái cũng biết leo cây. Lâm Nguyên giận, từ diễn thành thật, từ trên giường nhảy xuống. Nhìn thấy bé con kia thực sự tức giận, viêm đình vươn tay kéo cậu vào trong lòng. Được rồi, được rồi, anh giúp em lấy lại tiền. Sắc mặt Lâm Nguyên thay đổi nhanh chóng, lập tức nở nụ cười nhấn mạnh, 100 vạn. chương 46, 5 phút sau, Viêm Đình bước ra khỏi phòng ngủ dành cho khách với vẻ mặt nghiêm túc và không có nụ cười nào trên khuôn mặt. Bác sĩ gia đình vội vàng mang theo một hộp thuốc nhưng không cho vào. Mọi người đều khó hiểu, Viêm Đình cũng không giải thích gì chỉ dùng tay trái đóng cửa lại, ngăn tầm mắt của tất cả những người muốn do thám. Không sao, đại ca chị dâu không phải lo lắng, Viêm Đình trầm giọng nói. Viêm Đại Tàu lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Lúc đó bên bể bơi chỉ có con trai bà, có chuyện gì thì con trai bà chắc cũng không giải thích được. Bây giờ, ba anh em nhà họ Viêm vẫn còn rất tình cảm. Ngay cả khi có ý định tranh đoạt tài sản, Viêm Đại Tàu cũng không muốn xé rách bức mảnh nhanh vậy. Viêm Đình đang ở trong ánh đèn sân khấu trước mặt ông già, điều tốt nhất mà một người thông minh nên làm là tránh đỡ Opsilon.ng chạm đứa em này. So với Viêm Lang, thể hiện tất cả cảm xúc lên trên mặt, háo hức thành công nhanh chóng và muốn chứng tỏ bản thân đạt được thành công còn mẹ của anh ta có thể nói là người có suy nghĩ sâu sắc là người im lặng nhưng lại có kế tấn công thâm thúy và sâu độc không sao không sao đâu viêm đại tàu cười hỏi với vẻ mặt lo lắng chú ba sao không để bác sĩ khám để yên tâm hơn bà giả vờ lo lắng cho lâm nguyên để tranh thủ tình anh em giữa chồng và em chồng anh em bây giờ tình cảm càng nhiều bao nhiêu thì sau này lại dễ dàng kề dao vào lưng bấy nhiêu không cần đâu em ấy còn nhỏ lại ngại gặp bác sĩ viêm đình từ chối lòng tốt của chị dâu nói mọi người tới phòng khách đi để em ấy nghỉ ngơi một lát vài người gật đầu và cùng nhau đi xuống cầu thang viêm làng đã thay quần áo ướt xuống đi theo phía sau vẻ mặt tuấn tú mang theo nét khó tả mấy lần mở miệng định nói nhưng không nắm bắt được cơ hội hắn lơ đãng đi ở phía sau vừa thấy ba mẹ cùng bọn họ đi xuống lầu nhanh chóng xoay người trở lại vị trí vừa rồi đứng ở ngoài cửa phòng ngủ dành cho khách đang đóng chặt ngón tay nắm thành nắm đấm giơ lên gần như muốn gõ cửa vừa rồi chú hắn thực sự bế Lâm Nguyên lên lầu một cách trân trọng hơn nữa cũng yêu cầu mọi người không làm phiền việc nghỉ ngơi của cậu ta Lâm Nguyên một tên ngốc thật sự nghĩ rằng nếu móc nối với chú của mình thì có thể theo đuổi hắn sao chỉ là một tên ngốc thì có thể bắt nạt được ai sao dù có tung bay cỡ nào cũng không thể bay lên cành cao trở thành phượng hoàng. Viêm làng ảm đạm đứng ngoài cửa một hồi, nhưng cuối cùng vẫn là quay đi không gõ cửa. Anh làm những việc để đạt được thành công nhanh chóng, nhưng không thực sự ngu ngốc. Lâm Nguyên hiện tại có vẻ rất được chú của mình sủng ái, nếu thật sự làm ra chuyện, chẳng phải đã tự đào hố chôn mình rồi sao? Viêm làng không có đi xuống lầu, mà trở lại phòng ngủ trên lầu ba. Tiểu kỳ không phải nói lần trước em thấy anh trai đi bán hàng. Có ảnh không, nếu có thì gửi cho anh. Viêm làng mất mấy phút đồng hồ mới nhận được tin nhắn trả lời, anh dựa vào đầu giường, chân phải hơi co lại đá vào cánh cửa tủ đầu giường bị che khuất, sau đó mở màn hình ra. Một lúc sau, một nụ cười tự mãn nở trên khóe miệng. Lâm Nguyên, cho dù cậu có như thế nào trước mặt chú tôi, tôi cũng sẽ xé bỏ mặt nạ của cậu. Nếu cậu muốn bám lấy viêm da của tôi, hãy mơ đi. Viêm Lang lưu lại bức ảnh đang nghĩ cách để cho chú mình xem thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. "Tiểu Lang, con ở bên trong sao?" Viêm Lang chưa kịp trả lời thì mẹ anh đã đẩy cửa vào, anh vội vàng nhét điện thoại vào chăn bông, đứng thẳng người nghi ngờ hỏi, "Mẹ, mẹ tìm con à?" "Là chú của con đang tìm con, trước khi để con trai đi xuống lầu, bà liên tục hỏi xem có mâu thuẫn nào với người mà Viêm Đình đưa đến ở sân sau không." Viêm Lang khẳng định không có việc gì mẹ liền để cho hắn xuống lầu thoải mái. Trời tối và cả biệt thự im lặng, trên ghế sofa trong phòng khách, chỉ có một mình viêm đình ngồi. Xung quanh yên tĩnh, bầu không khí có chút trang nghiêm khiến người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bước đi của viêm lang dần trở nên cứng ngắc, khi đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt. Giọng anh run run, chú, chú tìm cháu à? Viêm đình nhéo vào giữa lông mày, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, Khí chất lạnh lùng thường ngày bao trùm cơ thể đã suy yếu đi rất nhiều, nhưng áp lực trên người vẫn tràn đầy. Anh và Lâm Nguyên trước đây đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Vai Viêm Lang run lên vẻ mặt hoảng hốt trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, giả bộ bình tĩnh nói chú, cháu không có chuyện gì với Lâm Nguyên, chúng cháu chỉ quen biết nhau thôi. Viêm Đình dương mắt lên liếc nhìn anh, ánh mắt có chút lạnh lùng. Hơn nữa, người cháu thích là em trai của cậu ta không thể có chuyện gì với cậu ta cả. Viêm Lang có chút bối rối vội vàng nói thêm. Viêm Lang không chắc chú của mình quan tâm đến Lâm Nguyên đó đến mức nào, vì vậy anh ấy quyết định không thừa nhận bất cứ điều gì. Chỉ cần anh ấy không thừa nhận sẽ không ai biết về khoảng thời gian đáng xấu hổ phụ thuộc vào Lâm Nguyên. Viêm Lang vô cùng kiêu ngạo, nếu bị bạn bè phát hiện nhất định sẽ cười nhạo. Anh ta là một thiếu gia đàng hoàng của nhà họ Viêm, không thể để mất thể diện như vậy được. Trước Lâm Kỳ Anh có bạn trai chưa? Viêm đình dựa vào lưng ghế sofa, đôi mắt thâm thúy và âm trầm, giọng nói lạnh lùng. Viêm lang trong lòng dê y gì, lập tức phản bác, không phải Lâm Nguyên. Trước đây, viêm đình không bao giờ quan tâm đến chuyện của thế hệ trẻ và bản tính thờ ơ, nhưng lần này hắn như trở thành một con người khác nói, tôi đã nhìn thấy anh và một cậu bé trong trung tâm mua sắm một lần, có phải người đó không? Ngoặc kép, viêm lang chắp hai tay đặt ở giữa hai đầu gối, lưng thẳng vì căng thẳng tóc dựng thẳng đứng trước ánh nhìn của chuyên chú từ lòng bàn chân bốc lên một luồng khí lạnh không chu à nghe cháu giải thích đi cháu với lâm nguyên từng có quan hệ nhưng giữa chúng cháu không có chuyện gì xảy ra viêm lang rôn rẩy giải thích trong đầu chợt lóe lên một tia sáng hắn chợt nắm lấy điểm ấy đây không phải là thời điểm tốt nhất sao để chú xem lâm nguyên không trong sạch như thế nào có thể vì tiền mà làm được gì Viêm Lang mở bức ảnh lưu lúc nãy, hai tay cầm điện thoại đưa cho Viêm Đình chú, "Nhìn cái này. Đây là thứ trước đây cháu vô tình thấy, vô tình lưu về." Bối cảnh của bức ảnh là một quán bar, ánh sáng và bóng tối đan xen, và dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn phát ra từ tấm ảnh. Trong ảnh, một thiếu niên trông giống như Lâm Nguyên đang dựa vào quầy bar, bên cạnh là một người đàn ông trung niên cường tráng khoác tay lên vai, rõ ràng là đang lợi dụng. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông trung niên kéo chàng trai say rượu ra khỏi quán bar. Tiếp theo, những gì hai người sẽ làm là rõ ràng trong nháy mắt. Môi trường thiếu sáng và người chụp ảnh có vẻ không có tay nghề cao. Mỗi bức ảnh chỉ hiển thị mặt bên và nó còn bị mờ. Đánh giá từ chiều cao, hình dáng cơ thể, màu tóc và đường nét khuôn mặt mơ hồ, người đó trông rất giống Lâm Nguyên. Nhưng Viêm Đình biết rằng không phải vậy. Đứa trẻ hắn nuôi tuy hơi nghịch nhưng sẽ không như vậy. Trong một số trường hợp cậu ứng xử và tính toán rất tốt. Ánh mắt viêm đình lạnh lùng nhìn về phía thân ảnh xa xa, khóe môi hơi nhếch lên, như là đang tức giận, lạnh giọng nói, người trong ảnh là Lâm Nguyên. Là cậu ta, viêm Lang vội vàng gật đầu, biện minh thích đáng, cháu cũng vô tình chụp được. Không ngờ Lâm Nguyên lại là người như vậy, viêm Lang không nói rõ ràng, nhưng sức để lại chỗ cho vẻ tôn nghiêm còn lớn hơn. Lâm Nguyên có vẻ mặt ngây thơ vô số tội, nhưng ai biết đời tư hỗn loạn như thế nào lại đặc biệt thiếu tiền vì tiền mà làm gì cũng được có khi chú đã bị lừa dối ừ viêm đình không nói gì sắc mặt lạnh lùng lời nói như vàng không lộ ra vẻ tức giận như viêm lang mong đợi anh lấy trong túi ra một tờ giấy trên đó viết vài dòng rồi đưa cho viêm lang nét chữ mạnh mẽ và quyết đoán với khí chất cực kỳ độc đoán viêm lang khó hiểu nhanh chóng vươn tay cầm lấy khoảnh khắc nhìn thấy từ giấy mượn nợ, đồng tử của anh co rút vài lần. Ký tên đi, viêm đình ném cây bút lên bàn, xem ra sau khi cho viêm lang mượn cũng không định đòi. Đang cúi đầu đọc kỹ từng chữ, vừa nhìn rõ con số, viêm lang giật mình, chú à, con chưa bao giờ mượn một triệu của Lâm Nguyên. Tên khốn nghèo khó kia lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Viêm lang hét lên một tiếng, bực dọc đứng lên, nhận ra mình đã làm sai, anh lại ngồi xuống. Một trăm ngàn là tiền gốc, còn 900 ngàn là tiền lãi. Khi viêm đinh nói, không hề có vẻ tức giận, ngón tay trên đầu gối gõ nhẹ, nhỏ giọng nói, không thể nhờ cha mẹ giúp trả lại. Đây là chuyện mà viêm lang không muốn nhìn thấy nhất, nếu cha mẹ và những người khác phát hiện, trước đây hắn là do lâm nguyên nuôi, nhất thời sắc mặt có chút trắng bệch. Nhưng viêm đình đích thân nói chuyện, viêm lang không dám trực tiếp từ chối. Lại không bao giờ ngờ được rằng khi lấy tấm ảnh lâm nguyên quẩy phá bên ngoài sẽ bị phản tác dụng anh thấy chắc người chú vì tấm ảnh mà giận nên tranh thủ chút giận lên người mình. Anh ta là một vật tế không may mắn, không sai, người quậy phá trong quán ba là Lâm Nguyên, tại sao hắn phải chịu đựng cơn tức giận. Viêm lang không chấp nhận, chú à, cháu có thể trả lại tiền cho Lâm Nguyên, nhưng cháu phải đích thân trả lại. Bây giờ cháu sẽ gọi cậu ta xuống, viêm lang háo hức đứng lên, nóng lòng gọi Lâm Nguyên trước mặt chú để xé lớp ngụy trang của cậu. Viêm lang vừa đi được hai bước, liền bị ngăn lại, ngồi xuống. Viêm lang bất đắc dĩ ngồi lại chú, Lâm Nguyên cho chú ăn bùa mê gì, mà chú giúp cậu ta. Cậu ta là người ngoài, chẳng lẽ kiếm được nhiều tiền ghê tởm bằng cách bán thân. Khi tức giận, Viêm Lang thậm chí mất đi khả năng quan sát cơ bản nhất, không để ý sắc mặt của Viêm Đình càng ngày càng đen, còn đang cố tạt nước bẩn lên người Lâm Nguyên. Chửi rùa, nguyền rùa, anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, khi anh nhìn lên, liền sợ hãi trước đôi mắt đỏ, lạnh lùng kia, cả người cứng đờ như rơi vào hầm băng. chú, chú, Viêm Lang chưa bao giờ thấy chú mình tức giận như vậy. ánh mắt dữ tợn như muốn yêu iota ít người. đã ký rồi, giọng của Viêm Đình rất trầm, lạnh đến mức không chịu nổi. Viêm Lang không nói được gì, dùng mình một cái, cầm bút trên bàn lên ký tên vào tờ giấy. sau khi ký, ngước mắt lên và nhận ra rằng mình vẫn chưa nhận lại được điện thoại. nhưng đã quá muộn. Viêm Đình đã biết nguồn gốc của bức ảnh từ điện thoại di động. Chu à, cháu đã làm chuyện này. Tiểu Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, em ấy không biết gì cả. Viêm Lang rất có tinh thần trách nhiệm, cho dù sợ chết cây ếch ép nhưng vẫn cố gắng bảo vệ Lâm Kỳ. Viêm Đình không nói một lời, ném lại điện thoại cho anh ta, hãy gọi cho cha mẹ của anh, số tiền nợ nên được giải quyết. Lâm Kỳ tôi sẽ tính sau, hôm nay tôi sẽ giải quyết với anh. Trong chốc lát, Viêm Lang mở miệng nhưng không có phát ra âm thanh. Hắn xong đời rồi, anh ấy không nên gây dối với Lâm Nguyên. Chương 47, phòng khách nửa đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cha mẹ của Viêm Lang ngồi cạnh nhau trên sofa với vẻ mặt lo lắng. Viêm Đình đang dựa vào cửa sổ cao từ trần đến sàn cách đó không xa, một tay đút túi quần, chân trái hơi cong, cúi đầu gửi tin nhắn, hiển nhiên là không muốn tham gia. Trong phòng người xấu hổ nhất chính là viêm lang đang ngồi xổm trong góc đầu tóc rối bù cũng không còn biểu hiện sự kiêu ngạo trước mặt người khác hắn đã cố che đậy những gì mà mình không muốn ba mẹ biết lại được phơi bầy trước mặt bố mẹ một cách hoành tráng như vậy chú ba tôi và ba nó không biết viêm lang làm gì ở bên ngoài đứa nhỏ này từ nhỏ rất thích bắt nạt người khác anh chị nhất định sẽ dạy cho nó một bài học chị dâu cả biết lẽ phải và không phạm sai lầm trong nhỏ nhất thì con trai của bà thì ngược lại bà cười nói tiền này nên trả lại, chị liền kêu đại ca cậu viết chi phiếu. Nói xong, bà đá chồng ở dưới gầm bàn, viêm đại ca đang ngủ gà ngủ gật trên sofa tỉnh dậy, đưa tay lên lau mặt, giọng nói uể oải vang lên trả, phải trả nợ chứ. Sau khi mở sách ra, viêm đại tàu cười xin lỗi đưa nó, chú ba, nhìn xem nếu cần chúng ta có thể cho viêm lang đích thân xin lỗi lâm nguyên, nếu có yêu cầu khác, nó nhất định sẽ làm. Viêm lang ngồi xổm trong góc, đối mặt tường suy nghĩ nghe được lời này liền nóng lòng muốn phản bác mẹ hắn nhìn bằng ánh mắt rất nghiêm khắc Viêm Lang lập tức xì hơi như bóng xì hơi trong lòng tràn đầy oán hận trận ngập sự bất đắc dĩ lúc đầu hắn và Lâm Nguyên có quan hệ tình cảm là bạn trai tiêu một ít tiền của Lâm Nguyên không được sao quá gian dối hắn chính là muốn xem Lâm Nguyên có thể bám theo chu mình trong bao lâu Viêm Lang tức giận đá vào tường nghiến răng nghiến lợi trên mặt lộ ra vẻ gớm ghiếc. Không cần, viêm đình cầm chi phiếu, trầm giọng nói tiểu lang cũng không còn nhỏ, mong chị dâu dành nhiều thời gian chăm sóc hơn. Bố rất quan tâm đến danh tiếng của viêm gia nếu để như vậy cũng không tốt. Đúng, đúng chú ba nói rất đúng, tiểu lang là đứa trẻ thiếu kỷ luật, chúng ta nhất định sẽ giáo dục nó. Viêm đại tàu vội vàng gật đầu, có ý mình sẽ chiến đấu vì chính nghĩa. Lỗ tay nghe lén của viêm lang dựng lên, nghiến răng nghiến lợi thật tuyệt vời khi được ông ngoại yêu thương phải không hắn là thiếu gia nhà họ viêm còn lâm nguyên là cái thá gì viêm đình không nói gì ánh mắt lạnh lùng quét qua viêm lang đang ngồi xổm trong góc cầm chi phiếu rồi xoay người lên lầu không cần phải xin lỗi hắn chính là không muốn đứa nhỏ nhà mình có bất kỳ liên hệ nào với cháu trai mình nếu lâm nguyên có yêu cầu khác hắn có thể thay mặt cậu chuyển lời cả hai sẽ không phải suy nghĩ về việc sẽ gặp nhau để nói về điều đó tiếng giày ra bước lên cầu thang gỗ dần biến mất trong màn đêm. Ra khỏi góc cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng viêm đình biến mất ở lối vào cầu thang, viêm lang tức giận đứng lên, hung hăng đá vào chiếc tủ bên cạnh, trong miệng vừa chửi rủa vừa oán hận. Chị dâu viêm đỏ mắt, bà cảm thấy rất đau lòng cho con trai mình. Vừa rồi bà chỉ xin lỗi nhưng lúc này không muốn trách con trai mình nữa, thay vào đó cảm thấy có lỗi với đứa con trai đã phải chịu đựng quá nhiều điều ở bên ngoài lại còn bị ức hát yêu ta ép khi về nhà. Viêm đình đó cũng không phải dạng tốt lành gì, giúp người ngoài bắt nạt cháu trai của chính mình. Nếu không phải có lão già chống đỡ phía sau, hắn làm sao dám kiêu ngạo như vậy? Ngón tay trên chân bà nắm chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay, trong mắt viêm đại tàu có chút oán hận. Cứ để viêm đình hoành hành một lúc, viêm ra dù gì đến cuối cùng cũng sẽ là của tiểu lang. Từ đầu đến cuối, viêm đại ca cũng không quan tâm lắm, dựa vào sofa ngủ ngon lành. Trong phòng ngủ dành cho khách, Lâm Nguyên cũng đã ngủ. Tư thế ngủ rất xấu, nửa người nằm trên giường, một chân trống trên mặt đất, và phần lớn chăn bông đã rơi xuống đất. Viêm đình nhẹ nhàng bước đến và đưa tay ra ôm lấy. Đứa trẻ này thường ngày nghe răng vơ vuốt, giờ ngay cả khi ngủ cũng không trung thực. Viêm đình nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, sau đó cờ yêu ta á xích ma viết thường khoác, nằm xuống giường ôm lấy cậu. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Nguyên không tỉnh lại. Trong lúc mơ màng, cậu dường như cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, trườn lên người viêm đình như một con bạch tuộc, nhích mép, mơ màng nghĩ đến một thứ gì đó ngon lành. Sáng hôm sau, Lâm Nguyên dậy từ rất sớm, khi mở mắt ra, viêm đình bên cạnh vẫn đang ngủ. rèm cửa được kéo thật chặt, ánh sáng trong phòng mờ mịt, Lâm Nguyên mê man một lúc, còn tưởng đã là nửa đêm. Rủi mắt rồi ngồi dậy, trèo qua người viêm đình, đi dép lê vào nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Lâm Nguyên quay trở lại giường, chuẩn bị leo lên từ người viêm đình vào bên trong giường giống như trước đó. Leo được nửa chặng đường, mắt bị cuốn vào tấm xét trên bàn cạnh giường. Lâm Nguyên khó hiểu, nhưng người cầm chi phiếu, quên mất mình đang ở đâu, ngồi xuống. Viêm đình được đánh thức bằng cách bị ngồi lên người. Mới sáng sớm đã bị va chạm mạnh, Lâm Nguyên dựa vào cửa phòng tắm, vừa rồi tiếng hét của viêm đình vang lên bên tai, cảm giác mình cũng đau nhức ở đâu đó. Trong phòng tắm có ánh đèn vàng mờ ảo, yên tĩnh không một tiếng động. Lâm Nguyên Trần chờ một hồi, lo lắng gõ cửa, anh không sao chứ? Sao không đi bệnh viện? Trường hợp cái đó bị hỏng không biết có nối kịp không rồi có ảnh hưởng đến việc sử dụng sau này. Lâm Nguyên trầm giọng lầm bẩm, do dự không biết có nên hỏi bác sĩ Ngụy hay không. Còn chưa kịp nghĩ đến kết quả thì từ sau cánh cửa đột nhiên vươn ra một bàn tay kéo cậu vào. 10 phút sau, Lâm Nguyên ném khăn giấy đi, Viêm đình đứng trước bồn rửa tay, vặn vòi nước nói em lại đây rửa tay. Lâm Nguyên cúi đầu người mùi trên tay, mặt mày nhăn nhó đi tới, từ dưới cánh tay chui vào trong lòng hắn, rửa sạch. Em bao nhiêu tuổi rồi, có cần người khác giúp em rửa tay không? Lại cẩn thận xòe một ngón tay của cậu ra, làm sạch từng ngón tay một, ai làm bẩn tay của em thì người đó phải rửa cho. Lâm Nguyên đứng đắn, mí mắt rũ xuống, lộ ra vẻ như chưa tỉnh dậy. Sáng sớm, cậu bắt buộc phải cho mượn hai tay, ít ra còn quan tâm đến chuyện cậu còn đang mang thai. Ánh sáng trên đầu có chút chói mắt, Lâm Nguyên quay người sang một bên, vùi đầu vào trong vòng tay của Viêm Đình, xoa xoa dịu dàng khẽ lẩm bẩm. Chi phiếu trên bàn đầu giường là của anh sao? Cậu vừa đếm, tổng cộng có sáu số không, rất nhiều tiền. Hừm, thực sự là muốn có nó. Lâm Nguyên đang hạnh phúc với ước mơ làm giàu trong một sớm một chiều. Nhưng không ngờ rằng giấc mơ đó lại thành hiện thực nhanh chóng như vậy. Một giây tiếp theo, Viêm Đình nói, "Đó là tiền của em, Viêm Lang đã trả lại." "Hả?" Lâm Nguyên còn tưởng rằng mình nghe lầm, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ, đầu óc buồn ngủ không quay đầu lại được, của ai là của ai. "Cha, của em." Viêm Đình nhỏ giọng đáp lại, điều chỉnh nhiệt độ nước, giúp cậu xả bọt ra khỏi tay. Bên tai truyền đến tiếng nước chảy ào ào. Lâm Nguyên trong miệng lẩm bẩm lặp lại của tôi ba lần mới nhận ra, đột nhiên mở mắt ra, giọng nói vừa kinh ngạc vừa vui mừng của em. Cậu gần như nhảy dựng lên vì phấn khích, viêm đình giam cậu trong vòng tay, khóe miệng nở nụ cười, bất lực nói, đừng nhúc nhích, sẽ ướt hết quần áo. Cậu đã trở nên giàu có chỉ sau một đêm và giấc mơ ấy đã thành hiện thực, Lâm Nguyên cảm thấy như mình đang mơ, rất phiền vông. Đưa tay lên bóp mạnh vào mặt, cao mày tỏ vẻ đau đớn ngay lập tức. FCK, đó là sự thật. Lâm Nguyên hít sâu một hơi, không kêu lên, không la hét, lặng lẽ dựa vào vòng tay của viêm đình, khuôn mặt tái nhợt căng lên, ngoan ngoãn rỗi tay ra, chờ được lau khô. Là một người giàu có thì phải giữ được sự xa cách và bình tĩnh, không được bất ngờ nếu không sẽ không đạt được khí chất của một người giàu có. Đứa nhỏ đột nhiên bình tĩnh lại, viêm đình cảm thấy có chút không thoải mái, cười hỏi em sợ hãi sao. Lâm Nguyên nhướng mi, nhìn hắn một cái giả bộ bình tĩnh nói, là Nguyên ca, còn có cái gì phải sợ. Ừm, đúng vậy, quả nhiên là em, nhìn một triệu cũng không để vào mắt. Viêm đình nhướng mày trêu chọc, không biết em định dùng cái này tiền như thế nào. Còn làm gì nữa đương nhiên là mua, mua, mua. Trong tài khoản trò chơi của Lâm Nguyên vẫn còn vài bộ trang bị phiên bản giới hạn, chờ một ngày làm giàu rồi bán hết. Nhưng trò chơi vàng Krypton không hoàn toàn phù hợp với địa vị của một người giàu có cậu muốn tìm một lý lẽ cao hơn. Sau khi cao mày một lúc, Lâm Nguyên đáp đầu tư. Đầu tư vào cái gì? Viêm đình treo khăn trở lại trên giá, quay người xoa đầu khóe miệng nở nụ cười, hiển nhiên là đang dỗ một đứa trẻ. Lâm Nguyên giả bộ thật thâm sâu sờ sờ cầm, ngành thể thao điện tử mới nổi. Cậu định mua một bộ phiên bản giới hạn trị giá 3.000 nhân dân tệ, màu chói mắt. Mang trên mình ánh vàng, đi đâu cũng sẽ được tôn làm xếp cuộc sống phong phú, thực sự tuyệt vời. Được rồi, hãy đặt sách vào đây và anh sẽ tìm một chuyên gia để giúp em đầu tư. Viêm đình vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nổ, cửa đóng sầm vào tường, Lâm Nguyên không còn ở trong phòng tắm nữa. Lâm Nguyên tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ đầu giường cách vách, anh đang nằm mơ. Một triệu, làm như anh chưa thấy bao giờ, chẳng ai thèm lấy nữa, kệ anh. Viêm lang hình như không có nhà, Lâm Nguyên đã không thấy hắn từ ăn sáng đến lúc rời khỏi biệt thự của Viêm Đại ca. Không quan trọng là có nhìn thấy hay không, dù sao thì món nợ đã được thu hồi. Mãi cho đến khi ăn no và ngồi vào xe, Lâm Nguyên mới nhận ra rằng số tiền trong tài khoản mà cậu thu hồi được nhiều gấp 10 lần số tiền mà mình yêu cầu. Lâm Nguyên cầm chi phiếu nhìn trái nhìn phải, nghiên cứu một hồi liền cẩn thận gấp lại, cất vào trong túi. Tại sao lại có thêm 900.000? Anh đưa em 900.000. Cậu nghi ngờ hỏi. Vòng tay qua eo cậu, viêm đình ôm lấy cậu, không phải, đó là tiền lãi. Lâm Nguyên im lặng, thật lâu sau, mới nói, nếu em cho viêm lang mượn một triệu này, anh ta sẽ trả lại em 10 triệu trong hai tháng sau. Thỏa thuận này là một món hời. Viêm đình, khi về đến nhà, Lâm Nguyên vào phòng ngủ với tấm xét trên tay. Viêm đình buổi chiều phải đến công ty họp, trước khi đi còn đặc biệt giám sát Lâm Nguyên ăn cơm chưa ngon lành không cho phép kén ăn không chỉ thịt mà còn cả rau và phải cân bằng dinh dưỡng lâm nguyên nhai rau còn cảm thấy mình như một con thỏ đau đớn kêu lên trên đời tại sao có rau xanh thịt ăn ngon ăn nhiều thịt không phải là tốt hơn sao sau bữa trưa viêm đình lấy áo khoác và đi đến công ty lâm nguyên ngồi trên sofa rất ngoan ngoãn vẫy tay đi đường cẩn thận chỉ cần đứa nhỏ ngoan hẳn thì chắc chắn đang có âm mưu gì đó chắc chắn ngay khi viêm đình rời đi người tài xế còn chưa kịp chạy xe vào con đường bên ngoài thì nhận được tin nhắn từ quản gia rằng Lâm Thiếu Gia đã ra ngoài. Lâm Nguyên không muốn chạy trốn, cậu chỉ thấy rằng tấm séc nếu không rút ra sẽ vô dụng. Sau khi rời biệt thự, liền bắt taxi đến ngân hàng và truyền một triệu vào thẻ ngân hàng. Cất thẻ ngân hàng vào túi lần nữa, vui vẻ vỗ vỗ túi chuẩn bị 10 triệu tình một bữa linh đình. Nếu không có triệu tình, Lâm Nguyên một mình đến sống ở một thị trấn hẻo lánh sẽ không có cơ hội kiếm tiền bằng cách phát trực tiếp trên mạng. Triệu tình hôm nay vẫn phải đi làm, buổi trưa không có nhiều thời gian hai người liền hẹn nhau ở dưới lầu công ty của cô. Sau khi taxi đến địa điểm cần đến, Lâm Nguyên vừa mới đẩy cửa kính của nhà hàng ra thì điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên hai lần. Cậu lấy điện thoại ra xem, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Chẳng mấy chốc, Triệu Tình còn đang ở công ty liền nhận được tin nhắn, Chỉ Tình, hôm nay em có việc phải làm hẹn hôm khác, trưa mùa thu, nắng chó trang, khu trung tâm sầm mất nhộn nhịp người qua lại. Khi Lâm Nguyên đến, Lâm Kỳ đã ngồi trong gian hàng ở góc quán cà phê, đợi một lúc. Ngay khi Lâm Nguyên ngồi xuống, Lâm Kỳ khẽ mỉm cười, anh, đã lâu không gặp. Lâm Nguyên mặc kệ, Lâm Kỳ cũng không tức giận, lại nở nụ cười, nghe nói hiện tại anh sống tốt lắm. Em đã biết anh của em nhất định không phải người thường. Cho dù em cướp được lang đại ca, anh cũng có thể tìm một người tốt hơn. Trong lúc nói chuyện, Lâm Ký nhấp vài ngụm cà phê, bộ quần áo nhỏ tương tất khiến cậu ta ấm áp như ngọc, mỗi động tác đều thể hiện sự kiêu ngạo của một công tử con nhà giàu. Không ai biết rằng trước năm 15 tuổi, cậu ta sống với mẹ trong một căn nhà cho thuê tập thể hẻo lánh và rột nát nhất thành phố, chẳng khác gì một bãi rác. Giờ đây, đã biến thân thành thiếu gia nhà họ Lâm, thậm chí chiếc đồng hồ đang đeo cũng có giá trị hàng trăm nghìn. Lâm Nguyên cục mắt liếc nhìn tách cà phê lạnh lẽo trước mặt, đầu ngón tay cọ sát vào mặt cốc màu trắng sứ, trầm giọng nói: "Nếu có chuyện muốn nói, cứ nói thẳng đi, không cần vòng vo như vậy." "Anh có muốn biết mẹ anh năm đó chết như thế nào không?" Lâm Kỳ đặt chiếc cốc xuống, trên mặt mang theo nụ cười, trên ngón giữa còn có một chiếc nhẫn bạc đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy cậu ta thu gọn tay áo, Lâm Nguyên vô thức liếc mắt nhìn. Lâm Kỳ lập tức khoe: "Lang đại ca đưa cho em cái này." còn là một cặp nhẫn đôi, trên tay anh ấy là cái còn lại. Cực kỳ vô nghĩa, Lâm Nguyên mím môi dưới, thầm nghĩ các nhân vật chính trong sách này tính công kích cấp bậc không cao như vậy, làm sao lại trở thành nhân vật chính. Có lẽ, hào quang của nhân vật chính thực sự là một điều tốt. Mẹ tôi làm sao mà chết, Lâm Nguyên liếc cậu ta một cái, lãnh đạm nói, cậu quan tâm như vậy, cậu gờ yêu ta hết. Vẻ mặt của Lâm Kỳ thay đổi, ngay lập tức cảm thấy bị xúc phạm nếu có thời gian đi lo chuyện của người khác sao cậu không giữ lấy lang đại ca của cậu lâm nguyên gõ bàn vì việc cậu gọi tôi một tiếng anh để tôi nhắc nhở cậu rằng với thân phận của viêm lang có rất nhiều người muốn lên giường với anh ta cậu nên để ý lâm nguyên đem bức ảnh đặt ở trên bàn đầy qua cũng không nói nhiều đứng dậy rời đi sự chú ý của lâm kỳ đều đổ dồn vào bức ảnh hai người ôm nhau sắc mặt tái nhợt vì kinh ngạc không có thời gian để ngăn cản cậu Bước ra khỏi quán cà phê, Lâm Nguyên đứng dưới ánh nắng ấm áp, khóe miệng nở nụ cười. Không phải chỉ là một bức tranh chữ Photoshop, ai mà không thể làm được. Lâm Nguyên uể oải ngáp một cái, đứng ở ven đường chuẩn bị dừng xe, vô tình ngẩng đầu lên, thoáng thấy một bóng người quen thuộc bên kia đường, liền sững sờ. Viêm Lang thậm chí không thèm nhìn vạch kẽ qua đường, cứ thấy nhảy qua hàng rào giữa đường, băng qua đường rồi sải bước đi về phía trước. Gần như cùng lúc đó, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng lại trước mặt Lâm Nguyên. chương 48, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt dạng giữa của Hàn Miểu, cô vui vẻ vẫy tay với Lâm Nguyên, này, anh chàng đẹp trai, thật tình cờ khi thấy em ở đây. Sau khi đào hôn lần trước, Hàn Miểu vẫn luôn ở nước ngoài trốn đông trốn tây nhưng vẫn bị cha mẹ của cô bắt trở lại. Cô vốn tưởng rằng mình còn phải vắt hết óc chạy trốn lần nữa, nhưng không ngờ vị viêm tam thiếu ra lại không chịu cưới hàn miều vui mừng đến mức gần như quỳ lạy viêm đình ngay tại chỗ lâm nguyên sững sờ một chút lễ phép cười nói chào hàn tiểu thư đừng gọi chị là hàn tiểu thư nghe thật xa lạ chúng ta cùng nhau đào hôn mà hãy gọi là chị Miểu miều hàn Miểu mở cửa xe thấy vẻ mặt lâm nguyên có chút căng thẳng bối rối hỏi tại sao em ầm cửa xe va vào một cái gì đó viêm lang vừa mới hung hăng xông tới chậm rãi ngồi xổm xuống ôm chặt lấy đũng quần của mình, không khỏi phát ra một tiếng hét. Cảnh tượng quá thê thảm, Lâm Nguyên không đành lòng nhìn thẳng, đưa tay lên che mắt. Một lúc sau, mở thêm hai ngón tay tò mò nhìn trộm. Mép trên của cửa xe, cơ hồ vừa vặn đánh vào chỗ Viêm Lang bước lên bậc thềm. Không phải khổ sở thông thường, Hàn Miểu có chút kinh hãi, không biết tại sao đột nhiên có người xuất hiện ở bên cạnh cửa xe, hai tay chống lên cửa xe, kiễm chân nhìn xuống đất cậu không sao chứ? viêm lang từ từ ngừng mặt lên vì đau nước da tái nhật như tờ giấy nghiến răng nghiến lợi cô thử xem thực xin lỗi tôi không mốc như vậy hàn miều hất nhẹ mái tóc xoăn quyến rũ đừng tưởng rằng vừa rồi cô không nhìn thấy người này là tới tìm tiểu soái ca đâm phế đi xứng đáng ê không đúng sao người này quen thế hàn miểu nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng rồi xanh của viêm lang nhìn khuôn mặt đang co giật vài giây của anh ta sau đó mới nhận ra người này chính là cháu trai của Viêm Thủy. Ồ, hóa ra là cháu trai cả. Vẻ mặt Hàn Miểu nhanh chóng thay đổi, lập tức vỗ vai anh cười ha hả. Viêm Lang tức giận đến muốn mắng người, đừng con mẹ nó nhận thân thích loạn, lão tử không có thầm thầm trẻ tuổi như vậy. Nhưng một bộ phận nào đó đau đến mức không thể mắng, thậm chí hít một hơi cũng đau. Hàn Miểu không quan tâm hắn đang nghiến răng dường như muốn gở Iota ết người, tiếp tục vỗ đầu như chó cháu trai cả, nó hỏng cũng không sao, chúng ta mua đồ giả nối vào, chắc không mắc đâu, khoảng 80 vạn thì đây tôi dư." Hàn Gia Đại tiểu thư tính cách hào sảng, hành động sấm rền gió cuốn, yêu ghét cũng đặc biệt rõ ràng, cô thường làm mọi việc dựa trên cảm giác đầu tiên của mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đã không thích cháu trai của Viêm Thụy nhưng nghĩ rằng sau này cô có thể gả vào nhà họ Viêm, cô vẫn phải cố gắng. Đương nhiên, cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn ai kêu anh ta tự đập cửa xe. Hàn miểu rút tay về, đóng sầm cửa xe lại quay đầu nhìn Lâm Nguyên cười, tiểu mỹ nhân, cho tôi hỏi một câu, ngày đó cậu trốn hôn, cậu trốn hôn ai vậy? Đối với vấn đề này, Hàn Đại Tiểu Thư tỏ vẻ phi thường tò mò. Đến nỗi viêm lang còn đang che lại bộ vị ngồi xổm trên mặt đất bị cô quên mất. Ở đây nắng trói trang, đi đi đi, vào trong nói chuyện đi. Hàn miểu nắm lấy cánh tay Lâm Nguyên kéo vào trong quán cà phê ngay khi cả hai quay lại thì đã bị người đứng sau từ lúc nào không rõ dọa nhảy dựng. Lâm Kỳ hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, ánh mắt thật sự là nhìn thấu. Hàn Miểu lập tức nổi da gà, vô thức trốn ở sau lưng Lâm Nguyên. Lại cảm thấy không thích hợp, chính mình tương đối lớn tuổi, lớn hơn 2-3 tuổi cũng là lớn, nên bảo vệ đứa em nhỏ của mình. Cô tiến lên một bước, đứng trước mặt Lâm Nguyên, mím môi vừa định nói. Lâm Kỳ đột nhiên lao tới và đá Viêm Lang hai cái. Lâm Nguyên, ôi, có phải cậu ta tấn công nhầm mục tiêu rồi không? Viêm Lang, tôi là bạn trai cậu đó. Hàn Miểu, này sao không ai nói gì hết? Có chuyện gì vậy? kể nhanh tôi nghe. Hàn Miểu xoa xoa tay, một đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập tâm trạng chuẩn bị nghe chuyện bát quái. Nhìn bầu không khí im lặng này, cô đã có thể ngửi thấy hơi thở của sự máu cho rồi. Đồ nói dối, đi chết đi. Tôi mù nên trước kia mới yêu anh." Lâm Kỳ đột nhiên phát điên, túm lấy quần áo của Viêm Lang, đá một cái rồi trong miệng nói gì đó, "Nói dối, anh thực sự đã nói dối tôi." Từ, dối trá, lặp đi lặp lại khiến tai người ta thành kén. Hàn Miểu nghiêng đầu ra hiệu với Lâm Nguyên bằng ánh mắt, "Chuyện này không liên quan gì đến em đúng không?" Lâm Nguyên ngẩng đầu sờ sờ mũi, nhưng không nói gì. Hàn Đại tiểu thư nháy mắt nháy đã hiểu cũng không biết cô đã hiểu gì còn giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lâm Nguyên, không tiếng động nói, làm đẹp lắm. Hà, Lâm Nguyên trong nháy mắt bối rối không nhận được tín hiệu của cô, tràn ngập bối rối. Hàn Miểu không quan tâm, vô cùng thích thú nhìn hai người đánh nhau trên mặt đất, còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Cháu trai của Viêm Thụy trông cao và to lớn, nhưng miệng cọc gan thỏ, bị đánh như thế này. Còn có thiếu niên này, như thế nào làm lại lớn chuyện? Không theo quy củ giang hồ đánh người không nể mặt, thậm chí không tuân theo. Mới vừa không thể hiểu được bị người hơi kém xíu đâm phế và sau đó lại bị lợi dụng và châm biếm, Viêm Lang nghẹn một bụng lửa. Kết quả là bị bạn trai đánh ngoài đường mà không nói được lời nào. Một điều đáng xấu hổ như vậy, ngay cả một người đàn ông cũng không thể chịu đựng được. Ngay từ đầu đơn phương đánh người, giờ biến thành đánh lộn. Lâm Nguyên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hoàn toàn không biết làm sao mọi chuyện lại có thể phát triển kỳ lạ như vậy. chẳng phải Viêm Lang và Lâm Kỳ yêu nhau sâu đậm sao? Tình trạng ý th iota f sao? Trước mắt đây là yêu nhau lắm cắn nhau đau à? Lâm Kỳ tỏ ra không chút thương xót, không có thủ hạ lưu tình cào cấu vào mặt Viêm Lang. trong một thời gian ngắn, khuôn mặt đẹp trai đó trở nên thảm tới mức người ta không nỡ nhìn, hoàn toàn thay đổi về mặt cận chiến. Viêm lang hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Kỳ, hơn nữa trước đó hắn đã mất máu, nhanh chóng bị đánh úp. Lâm Nguyên đứng bên cạnh xoa cầm suy tư xem náo nhiệt, tiếng chụp ảnh hàn miểu không ngừng vang lên bên tai. Hàn đại tiểu thư rất thích thú hận không thể lập một nhà cái đánh bạc ngay tại chỗ, lâu lắm rồi cô chưa thấy cảnh đánh nhau kinh hoàng như thế này ngoài đường. Lần trước, cô nhớ đã chứng kiến, cảnh hai dì tranh nhau cái bắp cải ở chợ rau. Ngày càng có nhiều người qua lại xem, làm tắc nghẽn giao thông trên đường phố. Mọi người chỉ chỉ trò trò nhưng không ai đứng ra khuyên can hai người họ ngừng đánh nhau. Một người nào đó trong đám đông đã gọi cảnh sát và 10 phút sau, còi báo động vang lên từ xa đến gần. Lâm Nguyên và Hàn Miều nhìn nhau, hai người rất kín đáo thoát ra khỏi đám đông không trộn lẫn vào mớ hỗn độn này. Anh chàng đẹp trai, có muốn uống cà phê không? Chị mời, Hàn Miều cất điện thoại vào túi, khóe mắt thoáng thấy một anh chàng đẹp trai vai rộng, chân dài đang đi tới. Cô ấy sửa mái tóc dài của mình ngay lập tức và nhìn lên. Mị nhãn còn không có tung ra, liền game over. Tại sao lại là viêm tam thiếu, không dám tán tỉnh, không dám tán tỉnh. Hàn miểu đang do dự không biết nên chào hay giả vờ như không nhìn thấy, nhưng viêm đình đã xài bước đến trước mặt cô. Lần này, không chào hỏi cũng không được, cô nở một nụ cười, trước khi kịp nói lời chào, viêm đình đã vươn tay kéo Lâm Nguyên đang đứng bên cạnh cô sang bên mình, vòng tay qua eo lâm nguyên đầy sự chiếm hữu hàn miểu cảm thấy được ăn một ngụm thức ăn cho chó tại chỗ xin chào điều này đang ôxylon con chó độc thân như cô đấy hàn miểu không có biểu hiện hưng phấn vừa rồi khi nhìn thấy đánh nhau cả người đã chịu bạo kích như bị ánh mặt trời chiếu vào một cái lá cong rũ xuống yếu ớt nói không cần giới thiệu tôi không muốn nghe nó ban đầu tôi cũng không định giới thiệu viêm đình vẫn lạnh lùng như cũ cánh tay trượt khỏi eo Lâm Nguyên, đan sen vào những ngón tay của cậu, giống như đang tuyên thệ chủ quyền của chính mình. Hàn Miểu cảm thấy hai mắt sắp bị lóe mù, hai người đi mau, đừng tình cảm trước mặt tôi. Hàn Miểu nhìn sang chỗ khác, không muốn nhìn bọn họ thể hiện tình cảm. Viêm Đình rất vui vì điều này, anh không muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa ở một mình với người của Hàn gia. Đặc biệt là vị Hàn gia đại tiểu thư này được người trong vòng công nhận, cực kỳ giàu có mị lực hắn nắm lâm nguyên đến chiếc xe đậu bên đường trầm giọng nói anh hai của tôi đang làm thủ tục ly hôn hàn miều hàn miều này hai người đợi tôi cô thậm chí từ bỏ chiếc xe thể thao màu đỏ đang đậu ở ven đường vội vàng xách váy đuổi theo trên chiếc lamborghini màu đen của viêm đình hàn miều ngồi ở ghế phụ lái năm lần bảy lượt quay đầu lại nhìn về phía ghế sau gấp không chờ nổi muốn dò hỏi về viêm thụy nhưng mỗi lần cô mở miệng muốn nói chuyện Cô đều nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Viêm Đình. Hàn Miểu chỉ có thể yên lặng câm miệng, sau đó liền mím chặt miệng. Lâm Nguyên nép vào vòng tay rộng và ấm áp của Viêm Đình, được phủ một chiếc áo khoác thấm đẫm hơi thở của hắn và ngủ một giấc ngon lành. Ngủ gật và ngủ ngáy, hóa ra người lớn lên xinh đẹp cũng sẽ ngáy. Hàn Miểu nghĩ như vậy, nhớ lại trước đây nàng đã từng ngủ trước mặt người khác hay chưa. Hình như là không có thật tốt khi hình ảnh một người đẹp của cô ấy đã không bị hủy hoại tuy nhiên cậu nhóc đẹp trai này lại ngáy khá dễ thương như mèo kêu mềm mại và dễ thương hàn miều quay sang bên cạnh đưa mắt nhìn trên mặt lâm nguyên thấy trên đôi má xinh xắn còn để lại vài vết đỏ như là bị nhéo nhưng càng giống như là bị cán trước khi cô định thần lại màn chập đột ngột rớt xuống chặn tầm nhìn của cô hàn miều tôi nhìn một chút cũng không được sao keo kiệt, đàn ông khi đã yêu thì đều mất trí. Tài xế lái xe rất ổn định, cũng không có một chút sóc nảy nào khiến Hàn Miểu cũng muốn ngủ. Cô dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu và tỉnh ngay lập tức. Không thể ngủ, không thể ngủ, lỡ ngáy thì làm sao bây giờ? Cô nhất định làm nhị tàu của viêm đình, bị hai đứa em nghe thấy tiếng ngáy của cô, cô không cần sống nữa. Hàn Miểu nghĩ thầm ấn huyệt thái dương, khi Lâm Nguyên tỉnh lại nhất định phải hỏi làm sao phát ra tiếng ngáy khe khẽ như vậy. Nếu Lâm Nguyên biết rằng không chỉ mình đang ngáy trong vòng tay của viêm đình, mà còn bị người khác nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất định sẽ tự bế ngay tại chỗ. Quả thực chính là một cuộc hành quyết công khai. Nguyên bản hành trình là một giờ, tài xế lắc lư chậm rãi gần 2 giờ mới tới biệt thự. Viêm đình quấn lấy Lâm Nguyên còn đang ngủ trong tay bằng áo, cẩn thận ôm cậu ra khỏi xe, xài bước vào biệt thự, như thể đã hoàn toàn quên mất trong xe còn có người khác bị làm lơ triệt đề hàn miều trợn tròn mắt đẩy cửa xuống xe nhanh chóng đi theo sau viêm đình đang đi phía trước đột nhiên dừng lại hàn miều đang chạy lon ton suýt chút nữa không kịp phanh đã trực tiếp va chạm này cậu sao vậy không cho tôi làm chị dâu mà còn muốn đập gãy mũi tôi hàn miều tức giận che mặt nói xong huyên thuyên liền nhìn thấy một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đứng ở cửa biệt thự cô lập tức cảm thấy bầu không khí không ổn, ngậm miệng lại. Hiện tại tình huống thế nào, Tiểu Tam cùng đứa con ngoài giá thú đã tìm tới đến cửa. Hàn Miểu sinh ra trong một gia đình giàu có, cha cô lại là một người đào hoa, loại trường hợp này gặp đã quá nhiều. Lúc xuống xe, Lâm Nguyên đã ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, bị tiếng nói của Hàn Miểu quấy dày, thiếu chút nữa liền tỉnh lại. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy người phụ nữ ở cửa. Cậu sửng sốt một hồi, vỗ vỗ vai viêm đình, thì thảo nói em muốn đi xuống. Ngay khi chân lâm nguyên vừa chạm đất, hàn miểu đã lén lút cọ tới bên người cậu, dùng bộ ngực to 34C làm chỗ dựa vững chắc cho cậu em trai đáng yêu này. Mang theo lạnh lẽo gió thu thổi qua, lá cây sàn sạt rung động. Hai bên rằng co, như thể có tia lửa bắn ra. Hàn miểu không tìm được hắt hơi một cái, khí thế lập tức tiêu tán. Trình Tịch đặt con trai xuống đất và nói với giọng mà ai cũng có thể nghe thấy, "Khánh Khánh ngoan, mau đi tìm ba ba." Xong đời, thực sự là một đứa con ngoài giá thú. Ngay cả khi Hàn Miểu cảm thấy chính mình gặp qua việc đời, nhưng cũng không biết nên như thế nào giúp em trai mình. Khi gió lạnh thổi qua, Lâm Nguyên mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Viêm Đình vươn tay giúp cậu kéo thẳng áo khoác đang mặc, dịu dàng nói, "Có lạnh không?" "Không sao đâu." Lâm Nguyên lắc đầu xoa xoa mũi khuôn mặt nhỏ bé có dấu vết ngủ say không chút biểu cảm tựa hồ đang tức giận nhưng ngón út buông thõng bên hông nhẹ nhàng móc ngón tay của viêm đình phần lớn lý do khiến người phụ nữ này đến đây hơn phân nửa là châm ngòi ly dán cậu cũng sẽ không dễ dàng mắc mưu lâm nguyên mím môi dưới khóe môi hơi ép xuống lộ ra vài phần táo bạo cậu bé mặc áo yếm trông không quá năm sáu tuổi với đôi mắt to đen láy và đặc biệt ngoan ngoãn nghe mẹ nói xong đứa bé lảo đảo đi tới, đi hai bước liền dừng lại nhìn nam nhân cao như núi đứng đối diện. Khánh Khánh siết chặt quả bóng nhỏ trong tay, chân ngắn đi về phía trước, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mẹ mình, như sợ hãi. Trình tịch không ngừng động viên con trai bằng ánh mắt, đi đi, Khánh Khánh, bố sẽ thích con. Tiểu Khánh Khánh miếu máu, ủy khuất muốn khóc, cậu nhóc lau hai hàng nước mắt của mình, bước đi một cách hiên ngang với đôi mắt ngấn lệ. Trái tim của Hàn Miểu như tan chảy khi nhìn thấy một đứa trẻ dễ thương như vậy mà lại bị bắt làm chuyện như vậy, mẹ nó thật không đáng mặt người. Tiểu Khánh Khánh khẩn trương lại sợ hãi, cọ tới cọ lui, hơn nửa ngày mới đi đến trước mặt viêm đình. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lên khóc, ngửa cổ nhìn nam nhân hung tợn trước mặt, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Thân thể Tiểu Khánh Khánh khẽ run lên, tiến thêm một bước. Khó chịu sụt xịt, đột nhiên đổi hướng, chạy tới, ôm lấy chân Lâm Nguyên, bật khóc bố. Lâm Nguyên, tuy rằng tôi lớn lên tương đối đẹp, nhưng thật sự không phải ba ba nha. Hóa ra là, Hàn Miểu chớp chớp mắt, yên lặng nhìn về phía Viêm Đình, cảm thấy tóc trên đầu đều đã biến thành màu xanh lá cây. Khánh khánh khóc đến quá mức thê thảm, làm người không đành lòng. Lâm Nguyên cúi xuống muốn ôm đứa nhỏ, nhưng Viêm Đình kịp thời ngăn lại động tác của Lâm Nguyên, bế đứa nhỏ đang khóc thét lên, ném vào trong vòng tay của Hàn Miểu đang choáng váng còn chưa hoàn hồn. Hàn Miểu vội vàng ôm lấy hắn dỗ dành, bé ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Mẹ con là một con sói lớn sâu tính, chúng ta không để ý tới nàng. Kế hoạch hoàn toàn thất bại, trình tịch ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chầm chầm Lâm Nguyên, tức giận cười nói tốt lắm, cậu thắng rồi. Ha, Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, cả người trở nên trong sáng người, không giống trước kia dễ bắt nạt, giọng điệu lạnh lùng tôi với chị chưa từng so. Bởi vì chị không xứng. Tác giả có lời muốn nói, cốt truyện đột nhiên xa điêu. Chương 49, Viêm Đình ở đây, Trình Tịch biết rằng bất kể cô làm cái gì đều không có được bất kỳ lợi thế nào. Cô mang theo con trai mình đến chỉ để làm Lâm Nguyên ghê tởm. Một khi mối quan hệ giữa Viêm Đình và Lâm Nguyên không bền chặt, không có sự tin tưởng 100%, có thể sẽ vì một tiếng ba của Khánh Khánh mà dạn nứt, từ đó sẽ mở ra hàng vạn cơ hội cho cô. Trình Tịch chính là không muốn người khác có được thứ mà cô không thể có được hành động đem Lâm Nguyên bảo hộ trong vòng tay của Viêm Đình đã khiến trái tim cô tổn thương sâu sắc. Cô cười giữ tận chậm rãi đứng lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ oán hận không che giấu được. Một lúc sau, Trình Tịch bỏ đi không thèm ngoảnh lại, thậm chí không muốn con. Gió thổi nhẹ qua những ngọn cây, thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Trong biệt thự, điều hòa thổi luồng gió ấm xô tan giá lạnh. Tiểu Khánh Khánh năm tuổi đang ngồi trên ghế sofa, với một đôi chân ngắn mà thẳng tắp, với đôi giày da nhỏ màu đen mà ba cậu đã mua cho cậu. Với khuôn mặt bầu bĩnh đang khóc như một con mèo, vừa bước vào phòng đã mặc kệ ai leo lên ghế sofa, ôm chặt quả bóng nhỏ trong tay, bĩu môi hờn rỗi. Viêm đình nói chuyện với người gác cửa, lần sau không được cho ai tùy tiện vào, quay lại phòng khách liền thấy Lâm Nguyên và Hàn Miểu đều đứng bên ghế sofa, không có ai ngồi xuống. Làm sao vậy, viêm đình đi tới, ngồi trên sofa thuận tay ôm Lâm Nguyên vào lòng. Không ai quan tâm, còn bị thả cơm chó hàn miều lộ ra vẻ mặt. Hai người có thể hay không đừng ở trước mặt con nít làm mấy cái trò vậy được không, quả thực già mà không đứng đắn. Viêm đình cũng không làm gì quá đáng, sau khi mông của Lâm Nguyên ngồi vào ghế sofa, hắn đã rụt cánh tay lại. Viêm đình cầm một quả cam từ dĩa hoa quả trên bàn trà lên và bắt đầu bóc vỏ. Mắt viêm đình rơi vào vỏ cam, Nói với giọng lạnh lùng và cứng rắn, "Sẽ kêu bố đón về nhà." Khi hắn nói lời này, không nhìn vào ai, Hàn Miểu còn tưởng rằng hắn đang nói mình sắp tức giận rồi, cô là người lớn như vậy có thể hay không đừng động một chút là lôi bố ra được không? Trước khi cô mở miệng, một giọng nói trắng đơ epsilon C vang lên đầu tiên, "Chú, chú thật nhẫn tâm." Lâm Nguyên, Hàn Miểu, hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy trong mắt nhau sự kinh ngạc. Có phải tất cả trẻ em ngày nay đều trưởng thành rất sớm? Khánh Khánh năm nay mới 5 tuổi, còn nhỏ mà lanh người lớn tưởng rằng nhóc không hiểu gì, nhưng thật ra lại hiểu rất nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên nhóc gặp chú nhỏ giữ tợn này, trước đó bố đã dẫn nhóc đến gặp một lần. Nhưng nhóc không thích chú nhỏ này, ngã lăn ra đất khóc thật sự thương tâm, mà chú nhỏ không bế nó lên, còn dặn nó đàn ông phải mạnh mẽ, không được tùy tiện khóc. Nó mới 5 tuổi, sao lại không khóc được? Tiểu Khánh Khánh trong lòng ủy khuất, nhưng nhóc không nói. Viêm Đình chia quả quýt đã bóc thành hai nửa, một nửa cho Lâm Nguyên và một nửa cho cháu trai nhỏ của mình. "Cháu không cần." Khánh Khánh ủy khuất mà nhích miệng, mắt lưng tròng, "Nãi Thanh nói, cháu không ăn quả quýt của chú, chú sẽ độc chết cháu." "Không cần." Viêm Đình lạnh lùng nói, đưa quả quýt trong tay cho Lâm Nguyên. Khánh Khánh ngẩng đầu nhìn về phía hắn, oa đến một tiếng khóc ra tới. Khóc đến thập phần đáng thương. Mặc dù Hàn Miểu chưa từng sinh con nhưng tình mẫu tử bên trong khiến cô không thể chịu đựng được cảnh tượng như vậy liền đau lòng muốn dỗ dành. Ngay khi cánh tay vừa duỗi ra, thanh âm gào khóc đột nhiên im bặt, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Tiểu Khánh Khánh rụi rụi đôi mắt đẫm lệ, bĩu môi nhảy khỏi sofa, chân ngắn chạy tới chỗ Lâm Nguyên, chỉ vào quả quýt trong tay, ca ca, em muốn ăn cái này. Viêm đình gần như tức giận muốn chết, hắn cho thì không muốn, rồi bây giờ lấy nó từ người của hắn quả quýt có độc, sẽ độc chết. Viêm đình lạnh lạnh nói, cố ý dùng lời vừa nói để dọa. Không đâu, tiểu khánh khánh duỗi tay ôm lấy chân lâm nguyên, còn cố ý cọ cọ đầu gối, ngửa đầu thè lưỡi với viêm đình, ca ca lớn lên đẹp hơn chú. Viêm đình không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ bị coi là xấu xí bởi một củ cải nhỏ. Hắn có thể làm gì khác ngoài việc tìm lại, lên dương cung bạt kiếm với một đứa trẻ năm tuổi dường như quá ấu trĩ và vô lý. Viêm đình cảm thấy chính mình ở lại lâu thêm một chút, chỉ sợ sẽ nhịn không được giúp nhị ca dậy cho con trai, rứt khoát đen mặt đứng dậy gọi điện thoại đi. Nửa tiếng sau, viêm nhị ca tới. Viêm đình và tiểu viêm dập năm tuổi ngồi ngồi trong phòng khách mắt to chừng mắt nhỏ. Viêm đình nhìn cháu trai nhỏ của mình, như thể đang nhìn một con kiến. Nhỏ tí tay có thể bị bóp chết, viêm dập nhìn chú mình như thể đang nhìn một con quái vật to lớn hung ác. Tức giận mà đôi tay chống nảnh, trợn tròn đôi mắt. Mặc dù không thắng được nhưng cũng không chịu thua. Hàn Miểu cùng Lâm Nguyên đều không ở trong phòng khách, mà là ở góc cầu thang lầu 2. Hai tay chống trên lan can, Hàn Miểu cúi đầu thò đầu ra ngoài, càng thêm thận trọng vì sợ bị phát hiện. Lâm Nguyên đang ngồi trên cầu thang, trên điện thoại di động cầm một trò chơi nhỏ mà cậu rất mê. Những ngón tay trắng nõn mỏng manh chọc vào chỗ này chỗ kia trên màn hình điện thoại. Lâu lâu có tiếng "pi" phát ra từ điện thoại. Hàn Miểu nhìn lén vào phòng khách, trong miệng lẩm bẩm mấy câu. Không còn đẹp trai như trước, già rồi, đó là sự thăng trầm của đời người. Tôi nghĩ mình muốn đổi người mình yêu. Sau khi lẩm bẩm một lúc, giọng Hàn Miểu dừng lại một chút, rồi tự nhủ, anh ấy lớn hơn tôi 10 tuổi, có một đứa con trai 5 tuổi. Tôi cưới anh ấy thì sẽ là mẹ kế, điều này có vẻ không phải một việc có lời. Này, em trai, nếu là em, em sẽ làm như thế nào? Lâm Nguyên vừa mới chơi xong một ván, bà vai bị chọc chọc, mờ mịt mà ngừng đầu, chị hỏi em. Ừ, Hàn Miểu ngồi xuống bên cạnh cậu, bàn tay chống cằm, cau mày. Thành thật mà nói, em không nghĩ tới. Năm nay em mới 18 tuổi, nên không thể có một đứa con trai 5 tuổi. Lâm Nguyên thành thật nói. Hàn Miểu, Hàn Miểu, em nín luôn đi. Tuổi còn nhỏ quá trời. Năm nay cô cũng chỉ 25 tuổi, cũng không có khả năng có một đứa con 5 tuổi được À, vẫn có thể Hàn miểu thở dài một hơi Càng thêm sầu muộn Lâm Nguyên Nguyên không biết phải làm thế nào để an ủi cô Nhưng lại tò mò về việc cô thích viêm nhị ca Tò mò thì tò mò Nhưng đây là chuyện riêng của người khác Cậu hỏi cũng không tốt Liền tiếp tục cúi đầu chơi game Hàn miểu thở dài một hơi Rất muốn nói với người khác một chuyện Tự nhủ, năm 17 tuổi Chị đã yêu viêm thụy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đáng tiếc lúc đó anh ta lại coi chị như em gái. Sau đó, anh ấy ra nước ngoài với người anh ấy thích và kết hôn, chị cũng không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Mặc dù chị đã nói rằng muốn kết hôn với anh ấy cả ngày, nhưng thực sự không có hy vọng gì cả. Đã 7 năm chị không gặp anh ấy. Lâm Nguyên tay đang chơi trò chơi dần dần dừng lại, trong mắt tràn ra kinh ngạc, trong lòng có chút chấn động. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu đó đã kéo dài 7, 8 năm cho dù một người ở trong nước, người kia ở nước ngoài, 7 năm không gặp nhau, vượt qua ngàn núi sông, xuyên đại dương, tình cảm ấy vẫn không hề biến mất. Có lẽ theo thời gian lên men càng ngày càng mạnh. Hàn Miểu không thể nhớ rõ tại sao cô lại thích Viêm Thụy ngay từ cái nhìn đầu, nhưng tình yêu trong tim đã ăn sâu bén rễ, quên không được, rứt ra cũng không xong. Nhưng Viêm Thụy không biết rằng cô vẫn thích anh. Nghe tới khiến người ta thổn thức, chị Miểu Miểu mấy năm nay chị không cảm thấy chua sót không? Lâm Nguyên nhẹ giọng hỏi. Hàn Miểu lắc đầu cười với cậu, không chua sót, thật ra chị cũng khá vui khi nghĩ đến anh ấy có gia đình hạnh phúc. Trên mặt mang theo ý cười, nhưng khóe mắt Hàn Miểu lại tràn ra lệ, giọng nói dần dần trở nên nghẹn ngào, em nói xem. Tại sao sẽ có người không trân trọng một người tốt như vậy? Trong trái tim của Hàn Miểu, Viêm Thụy là Bạch Nguyệt Quang, một sự tồn tại mà cô ấy trân trọng trong trái tim mình vĩnh viễn không ai được đỡ oxylon ng vào hay làm bẩn bởi bất cứ ai. Lâm Nguyên vẫn còn trẻ, trải qua quá ít để hiểu được loại cảm giác này. Cậu nghĩ thầm, nếu mình và Viêm Đình xa nhau 7 năm, liệu cậu có còn thích như bây giờ không? Đây là một giả định không thể trả lời được mà kinh nghiệm cá nhân cũng không thể hiểu được. Nhìn xem, chị đã nói gì với em trai? Hàn miều khóe miệng kéo một nụ cười, lấy mờ u bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, cười nói, không bắt trước chị, yêu thầm không vui chút nào thực sự đó. Cô vỗ vỗ vai Lâm Nguyên, đứng dậy bước nhanh lên lầu. Lâm Nguyên nhìn bóng dáng cô đơn lẻ bóng của cô biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng bất lực suy nghĩ, tự hỏi liệu tình cảm đã tồn tại 8 năm này có đơm hoa kết trái hay không. Khi yêu, ai dám nói ra? Tiếng bước chân từ lối vào cầu thang, Viêm Đình tiễn nghỉ ca đi, khi lên lầu đã thấy tên nhóc ngồi dưới đất với vẻ mặt thất thần, không biết đang suy nghĩ gì sàn nhà lạnh như vậy cũng không lót cái đệm viêm đình có một chút tức giận nhanh chóng tăng tốc độ của mình và đem người bế lên đánh cũng không nỡ đánh mắng cũng không đành lòng mắng lâm nguyên vươn tay câu lấy cổ của hắn ngửa đầu dựa vào trên vai hắn rất ngoan ngoãn viêm đình càng thêm không đành lòng nói lời nói nặng anh nói xem nhị ca sẽ thích chị miều miều chứ viêm đình nghĩ thầm hơn phân nửa là sẽ không nhưng hắn không có nói ra không muốn làm cho lâm nguyên buồn thật thật giả giả nói xem duyên phận của bọn họ đi thế giới này chính là tàn nhẫn như thế không phải cứ thích là đều có thể được đáp lại đối một người thứ được coi là chân bảo thì với người cũng chỉ là thứ bị họ bỏ rơi viêm đình nghĩ chỉ có mình muốn làm mọi cách để bảo vệ sự hồn nhiên cuối cùng trong trái tim lâm nguyên kỳ thực lâm nguyên hiểu được giống như khi còn bé rất thích một con mèo hoang ở dưới lầu mỗi ngày đều để dành thức ăn cho nó nhưng dù có thích đến mấy cũng không dám mang về nhà sợ mẹ giận sẽ làm mèo con bị thương sau đó con mèo con biến mất và không bao giờ được nhìn thấy nữa có thể ai đó đã ôm đi hoặc có thể lâm nguyên cọ vào vai viêm đình im lặng không hỏi thêm câu nào có một số việc càng hỏi sâu vào càng không có câu trả lời chuẩn buổi tối viêm đình ở trong phòng làm việc để giải quyết công việc đến khuya mới trở về phòng ngủ căn phòng lờ mờ sáng và im lặng hắn cho rằng Lâm Nguyên đã ngủ say, tay chân nhẹ nhàng lên giường, vừa nằm xuống một quả bóng ấm áp liền lăn vào trong vòng tay. Lâm Nguyên cuộn tròn trong tay hắn, dựa vào cổ hắn thì thầm, em thích anh lắm, tuy rằng không biết tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng em sẽ cố gắng. Cố gắng mỗi ngày đều thích anh thêm một chút, mãi cho đến khi hai bên thái dương hoa dâm, còn có thể cùng anh nắm tay nhau tản bộ trong sân. Em mới 18 tuổi, nhỏ hơn anh 10 tuổi, Lâm Nguyên lẩm bẩm Em xin lỗi vì em đã không có trong cuộc đời anh từ khi anh 18 đến 30 tuổi. Nhưng đừng sợ, em từ 18 đến 30 tuổi mỗi ngày trong cuộc đời của em đều có anh. Thật tốt là chúng ta đã không bỏ lỡ nó. Lâm Nguyên vừa tỉnh ngủ, giọng điệu mềm mại, nhão nhão dính dính, giống như bong bóng nổi lên trong suối nước nóng, đập từng cái một vào trái tim của Viêm Đình. Được bao phủ bởi cái lạnh của màn đêm, được nhiệt độ cơ thể ấm áp của Lâm Nguyên sưởi ấm, trái tim của viêm đình mềm đến rối tinh rối mù, đôi mắt của người đàn ông 30 tuổi đỏ hoe trong màn đêm. Nguyên Nguyên, hả, anh cũng rất thích em, em biết á. Cái đầu xù xù lông của Lâm Nguyên cọ vào lòng ngực của viêm đình, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trầm mặc nhìn anh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhưng thích thôi chưa đủ. Viêm đình vươn tay bật đèn đầu giường lên, mới nhận ra Lâm Nguyên không mặc đồ ngủ, mà là áo sơ mi của anh ta. Màu hạt rẻ nhạt nhòa, mái tóc đen nhánh xóa tung vài sợi lòa xòa trên vầng trán trắng nõn càng làm cho lông mày và đôi mắt trở nên thanh tú hơn. Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách của Lâm Nguyên còn trói mắt hơn cả những vì sao. Thuộc về chàng thiếu niên 18 tuổi đầy ngang tàng, đôi mắt hổ phách của Lâm Nguyên ảnh ngược ánh đèn, so sao trời còn muốn lóa mắt. Thuộc về 18 tuổi thanh xuân tươi sáng, lộ ra tùy ý cùng dương quang. Cậu còn trẻ, có thể tùy hứng làm bậy, còn có thể trải nghiệm điều gì là sai, hoặc điều gì là đúng làm cho cuộc sống thêm thăng trầm phong phú và nhiều màu sắc rực rỡ cậu cũng có thể giống bạn đồng trang lứa va chạm với thế giới phức tạp này và tự mình trải nghiệm sự phức tạp và tăm tối của bản chất con người có lẽ sẽ một lần lại một lần té ngã sau đó trở nên trưởng thành và mạnh mẽ cũng có thể sẽ là những vết thương trồng chất từ đây không gượng dậy nổi nhưng vào thời điểm gặp được viêm đình khả năng tất cả điều này đều đã kết thúc đột ngột trước khi nó xảy ra. Viêm đình đã mở rộng vòng tay với cậu, ngăn chặn mọi nguy hiểm chưa biết đến với cậu. Viêm đình năm nay đã 30 tuổi, đã đi du lịch nhiều hơn Lâm Nguyên và ngắm nhiều phong cảnh hơn Lâm Nguyên. Những thứ Lâm Nguyên thích, những sở thích cậu theo đuổi, và cả những suy nghĩ bướng bỉnh có thể nói là ấu trĩ trong mắt hắn. Tranh lệch tuổi tác đến 12 tuổi là nguyên nhân khiến họ không thể thực sự tâm linh tương thông muốn đi với nhau lâu dài, thực ra chính là bỏ qua và bao dung. Trước đây Lâm Nguyên chưa từng nghĩ tới, cậu cho rằng nếu hai người thích nhau thì nên ở bên nhau, không thích nhau thì nên chia xa, không có gì to tát cả. Không ai có thể đảm bảo rằng mình sẽ chỉ yêu một người trong đời. Nhưng những gì Hàn Miểu nói hôm nay đã mang đến cho Lâm Nguyên rất nhiều ký. Trong xã hội phức tạp này, khả năng hai người thích nhau tỷ lệ quá nhỏ. Hơn nữa, cậu cùng Viêm Đình tranh lệch về tuổi tác những gì người khác cầu mà không được hắn đã dễ như chờ bàn tay mà có được trong quá khứ chính viêm đình là người luôn chủ động và bao dung cho cậu ngay cả khi tình cảm của người đàn ông này sâu sắc và sống nội tâm cũng hiếm khi nói lời yêu thích của mình nhưng khi nghĩ kỹ tình yêu của viêm đình dành cho cậu có thể được nhìn thấy trong hầu hết các chi tiết trong quá khứ sự cằn nhằn khó chịu và sự kiểm soát độc đoán đó thực sự được bao phủ những lớp tình cảm nó thâm nhập vào cuộc sống của cậu và dần dần lấp đầy mọi thứ. Những yêu thương còn vương vấn và những lời thì thầm tê tai ấy, nếu lão nam nhân nói không nên lời, về sau để cậu nói đi. Cậu còn trẻ, có thể không biết xấu hổ, cũng không thẹn thùng. Lâm Nguyên cúi người xuống, dùng lòng bàn tay mát lạnh ôm lấy khuôn mặt viêm đình, bĩu môi hôn lên khóe miệng anh hết lần này đến lần khác, giống như gà mổ thóc. Mỗi khi hôn một chút, liền nói một câu, em rất thích anh sẽ càng thích anh nhiều hơn. Em biết anh cũng thích em. Hơn nữa anh chỉ có thể thích một mình em. Nếu anh không thích em nữa, em cũng sẽ không thích anh nữa. Lâm Nguyên làm nhảm, hôn đến mặt viêm đình đầy nước bọt, mỉm cười xoa xoa. Viêm đình tùy ý để tiểu ra hỏa làm sằng làm bậy trên mặt, đôi mắt sâu so với ánh trăng còn ôn nhu hơn. Mỗi lần Lâm Nguyên nói một lời, trong lòng hắn đều mặc niệm, bảo bối, anh yêu em. Yêu tất cả mọi thứ của em, yêu em rất nhiều thích cách em nhìn tôi. chương 50, những tia nắng đầu tiên của buổi sáng xuyên qua lớp mây mù của bầu trời và rũ xuống như một bức màn che. Trong phòng ngủ, máy điều hòa không khí đang thổi không khí nóng. Lâm Nguyên là bị cái nóng đánh thức, nhiệt độ trong phòng quá cao khiến cậu đổ mồ hôi nhĩ nhại, bộ đồ ngủ dính vào da hai má ửng hồng. Lâm Nguyên nằm trên giường như cái bánh nướng, hai chân đạp tung chăn dày, mí mắt buồn ngủ rũ xuống, muốn ngủ tiếp nhưng mồ hôi bốc hơi và cảm giác mát lạnh ập đến, cậu sợ ngủ quên sẽ bị cảm lạnh nên chỉ có thể kéo chăn bông lại. Sau khi lăn lộn một phen, Lâm Nguyên không thể ngủ được. Từ trên giường bò dậy, bước vào phòng tắm với đôi dép lê. Lâm Nguyên ném bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi vào trong giỏ quần áo giơ bên cạnh, đứng chân trần trên tấm thảm trống trượt, xoa cái bụng căng phồng của mình. Bụng của cậu đã lớn hơn trước, làn da trắng ngần được nâng lên và mịn màng khi chạm vào. Dưới làn da mỏng, thấp thoáng những mạch máu xanh nhạt. Cho đến hôm nay, Lâm Nguyên vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Trong thời gian này, cậu cố gắng không nghĩ đến chuyện mình có thai. Khi nghĩ đến điều đó, trong lòng lại có một cảm giác rất lạ. Khóe miệng Lâm Nguyên rũ xuống, rất không vui. Cậu tự nhìn vào chiếc bụng phình to của mình và không khỏi nghĩ, đây là con của cậu cùng Viêm Đình. Mà hai người bọn họ thích nhau cứ như vậy nhãi con trong bụng hình như cũng không khó để tiếp thu. Sau khi tắm xong, Lâm Nguyên bĩu môi lôi quần áo sạch sẽ trong tủ ra, vừa thay xong liền đứng bên giường vén mái tóc dựng trên đầu vài cái. Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, viêm đình bước nhanh vào biểu tình cùng động tác đều có chút gấp. Lâm Nguyên bị hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Bà anh đã xảy ra chuyện, phải về nhà một chuyến. Viêm đình đứng ở trước tủ quần áo, lưu loát mà cờ iota ta quy úp Xilon, ập y áo ở nhà ra lâm nguyên trong lúc nhất thời ánh mắt cũng không biết nên đặt đâu đỏ mặt cúi đầu co quắp vặn vẹo ngón tay mặc dù cậu và viêm đình đã thẳng thắn với nhau nhiều lần nhưng ở trước mặt thay quần áo thì không biết phải nhìn vào đâu những ngón chân trắng nõn mượt mà của lâm nguyên cào lên tấm thảm dày lặng lẽ khẽ nâng khóe mắt lên tính toán trộm ngắm vài lần nhìn cho đã mắt nhưng thứ đập vào mắt là một chiếc áo sơ mi đen trơn Viêm Đình đã thay quần áo của mình xong rồi. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra hai chiếc khuy mang xét mang vào, lại mặc thêm một chiếc áo vest đen, tấm lưng rộng lớn càng thêm vững chắc tràn ngập hóc môn. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng hắn hai lần, suy nghĩ trong đầu vô tình trôi đi. Nếu Viêm Đình trong bộ vest trình tề có thể ấn cậu vào cửa, sau đó. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Nguyên liền cảm thấy chân mềm nhũn. Viêm Đình thắt lại cà vạt, quay đầu lại thấy sắc mặt tiểu gia hỏa phi thường đỏ lên, trong mắt đen hiện lên một chút lo lắng, đi tới sờ sờ chán của cậu, em không thoải mái sao? Không, không có, em không sao. Lâm Nguyên trột dạ đến mức cảm thấy xấu hổ, vì bị bắt tại chỗ loại suy nghĩ bậy bạ, thậm chí giọng nói còn lắp bắp, chỉ. Chỉ là quá nóng, ai bảo buổi tối em ngủ không đàng hoàng buổi tối gió lớn như vậy, còn đá chăn. Viêm đình cong ngón tay gõ chán cậu, giọng nói trầm thấp phá lệ ôn nhu, không có chút nào tức giận răn dậy, lại chỉ có sủng nịch. Lâm Nguyên thẻ lưỡi, trong lòng nói ngủ thẳng càng rồi, thân thể nó muốn làm gì cũng không quản được. Viêm đình lôi trong tủ ra một chiếc áo khoác dày mặc vào cho cậu, nửa dỗ nửa lừa, Nguyên Nguyên, trở về nhà cũ với anh, anh không yên tâm để em ở nhà một mình. Trước kia tôi đều ở nhà, có cái gì không yên tâm? Lâm Nguyên còn chưa kịp phản bác lại thì đã nghe thấy Viêm Đình lại nói mỗi lần trở về nhà cũ anh càng cảm thấy tương đối buồn bực anh sẽ thoải mái hơn khi có em ở bên như vậy anh có thể ở bên em được không lâm nguyên mím khóe miệng lời nói bên miệng nuốt xuống giơ tay ngoan ngoãn mặc vào quần áo gật đầu đáp ứng được lời anh nói thật đáng thương nếu tôi không đồng ý nữa có vẻ tôi nhẫn tâm lắm mãi cho đến sau khi lên xe lâm nguyên uống xong ly sữa nóng trong tay nhét cái hộp rỗng vào thùng rác đại não mới bắt đầu hoạt động mới nhận ra mình dường như đã bị viêm đình lừa gạt nhà cũ thì cũng là nhà của hắn hơn nữa hắn là trở về giải quyết công việc không phải đi nghỉ cần gì tâm trạng thoải mái lâm nguyên cảm thấy mình vẫn còn quá ngây thơ dễ mềm lòng như vậy trước mặt một con cáo giả viêm đình cậu như một con gà nhỏ dù có chơi đến đâu cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của cáo giả suy nghĩ nhiều giết có ngày hói đầu lâm nguyên trầm ngâm một lát lấy điện thoại di động trong túi ra, bắt đầu tìm kiếm trên mạng xem nên ăn gì giúp bổ não và nhanh chóng thông minh hơn. Đang lục tung tìm kiếm, chợt bắt gặp vài dòng chữ. Một loại hỏi đáp, có người hỏi có phải mang thai là bị ngốc 3 năm không? Cô đang mang thai được 8 tháng và cảm thấy não của mình không đủ dùng, thường xuyên một giây trước mới để đồ đó, giây tiếp theo liền tìm không thấy. Lâm Nguyên đã chuẩn bị để ghi lại năm từ trong chuỗi ký tự in đậm này, mang thai ngốc 3 năm đột nhiên năm tia sét đánh trên đầu bên tai ù đi không ngừng đầu óc trống rỗng điều này là quá đáng sợ cho dù mang thai đi lại bị ngốc ba năm lâm nguyên nhìn chằm chằm những dòng chữ đó càng đọc càng tức giận đóng sầm màn hình điện thoại di động quay đầu nhìn hung thủ đang nhắm mắt ngủ viêm đỉnh đôi mắt hơi nhắm lại đang suy nghĩ về điều gì đó thì đột nhiên cảm thấy hai chân mình trùng xuống mở mắt ra bắt gặp đôi mắt đen láy của chàng trai nhỏ hả viêm đình cười nhẹ đưa tay vuốt ve lưng lâm nguyên nhỏ giọng hỏi em buồn ngủ rồi à buồn ngủ cái đít mới vừa rời giường chưa bao lâu cậu cũng không phải là lợn lâm nguyên trợn tròn mắt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc nói sau này có thể em sẽ trở nên ngu ngốc hơn anh phải nhớ rằng mọi chuyện đều do anh gây ra cho nên từ bây giờ anh cần phải mua cho em thứ gì đó để bồi bổ não cậu dừng lại hai giây dường như đang tập hợp lại từ ngữ lại nói nhưng đừng lo lắng cho dù em có mốc đến đâu em cũng sẽ không bao giờ quên thích anh vừa dứt lời da thịt mềm mại quanh eo đột nhiên bị véo khiến người ta đột nhiên không kịp phòng ngừa lâm nguyên thấp giọng kêu một tiếng lưng thẳng buông xuống ngã vào vòng tay ấm áp trước mặt viêm đình nắm lấy cầm cậu và cúi đầu hôn tài xế ngồi trước mắt nhìn thẳng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chủ động khép lại ngũ quan nghiêm túc quan sát tình hình đường xá cố gắng hết sức để không lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu không, rất dễ mất việc. Từ biệt thự ở trung tâm thành phố đến khu nhà của mất gần một giờ lái xe, những tòa cao ốc trên phố liên tục vụt qua cửa sổ. Lâm Nguyên nằm trong vòng tay của viêm đình, chạm vào đôi môi hơi sưng của mình, có phần không vui nói lần sau hôn em anh có thể báo trước được không? Ừ. Vậy anh còn có thể hôn một cái sao? Viêm đình xoa xoa ra thịt non mềm trên mặt cậu, cười nhẹ hỏi. Không thể, Lan, Lâm Nguyên cực kỳ vô tình mà cự tuyệt hắn. Nếu lại hôn, cậu không dám gặp ai nữa mất. Đường đường là một người đàn ông 30 tuổi đàng hoàng, có thể hay không kìm chế bản thân. Khi trở lại nhà cũ thì đã gần chưa? Lần trước khi Lâm Nguyên đến, trong sân có rất nhiều người, sôi nổi hẳn lên. Nhưng lần này trở lại, theo tầm mắt có thể thấy không có một bóng người rất quạnh quẽ. Cả căn biệt thự như được bao bọc bởi một lớp kính vô hình, thậm chí ánh nắng chưa trói trang không thể xuyên qua bên trong ngôi nhà còn kinh khủng hơn hai anh em nhà họ viêm đang ngồi trên sofa trong phòng khách vô cùng im lặng sau khi ly hôn mẹ của viêm đình người đã dọn ra khỏi nhà cũ và không bao giờ quay lại cũng xuất hiện trong phòng khách diện một chiếc váy trắng bà vô cùng lộng lẫy và thanh lịch nhưng khuôn mặt được giữ gìn cẩn thận nhiều năm nay lại bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt so với những gì thấy vài ngày trước đã già đi rất nhiều mọi người dường như có tâm trạng trầm trọng. Viêm đình nắm lấy tay Lâm Nguyên đi vào, khẽ gật đầu với những người trong phòng khách. Mô quần ngước mắt liếc con trai, nhẹ nói, đi lên đi, cha của con đang ở trong phòng ngủ. Anh liếc nhìn mọi người trong phòng khách bằng ánh mắt lạnh lùng, viêm đình không để Lâm Nguyên ở đó một mình, mà đưa lên lầu. Khi cả hai quay người đi vào hành lang trên tầng 3, vị bác sĩ mặc áo blau trắng tình cờ bước ra từ trong phòng sách theo hòm thuốc. Viêm tổng bác sĩ thấy viêm đình lại đây nhỏ giọng báo cáo tình hình viêm lão tiên sinh sáng nay khi xuống lầu có dấu hiệu đột quỵ tôi đề nghị chuyển đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra chi tiết trước mắt xem ra tình huống có thể khống chế được cũng không phải rất nghiêm trọng viêm đình gật đầu trầm giọng nói tại sao không trực tiếp đến bệnh viện ông cụ không muốn đi ai khuyên cũng đều không nghe vị bác sĩ bất lực khi gặp phải một bệnh nhân không hợp tác như vậy viêm tổng Ngài đi vào khuyên ngủ đi, tốt nhất vẫn là đi bệnh viện. Viêm Đình đồng ý, dẫn Lâm Nguyên vào phòng ngủ. Ngay khi Lâm Nguyên bước qua ngưỡng cửa, một mùi thuốc mỡ nồng nặc sộc vào lỗ mũi. Sắc mặt đột ngột thay đổi, đưa tay lên che miệng và mũi. Trước khi có thể phản ứng, Viêm Đình đã ôm cậu vào lòng và dẫn ra khỏi phòng. Trong phòng ngủ của người lớn tuổi, dù có người quét dọn mở cửa sổ hàng ngày vẫn có cảm giác ô tịch. Trong bụng Lâm Nguyên có một nhãi con dựng dục một sinh mệnh, đối với hơi thở kia càng thêm mẫn cảm. Hương thơm tuyết tùng thoang thoảng trên quần áo của viêm đình nhanh chóng xô tan mùi khó chịu, hô hấp của Lâm Nguyên bình tĩnh trở lại, sắc mặt cũng hồng hào trở lại. Anh đưa em về phòng, viêm đình không đành lòng nhìn Lâm Nguyên khó chịu nữa và muốn đưa cậu về phòng ngủ cũ của mình để nghỉ ngơi trước, nhưng lại bị từ chối. Em không sao, Lâm Nguyên lắc đầu, khóe miệng nở nụ cười, vừa rồi còn chưa chuẩn bị xong, nhưng bây giờ em ổn. Trên thế giới này, mỗi một ngày đều có trẻ sơ sinh được sinh ra và người già cũng chết đi mỗi ngày. Bên trong là cha của Viêm Đình, một mình Viêm Đình vào chắc chắn sẽ rất buồn khi nhìn thấy, Lâm Nguyên muốn ở bên cạnh anh. Đôi mắt Lâm Nguyên sáng ngời, tràn đầy sự kiên cường và bướng bỉnh, nụ cười trên môi rất ấm áp, khiến Viêm Đình muốn kéo vào lòng mà yêu thương. Nếu là khó chịu, đừng cậy mạnh, Viêm Đình dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khóe mắt Thanh Tú cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ giữa hai lông mày của cậu. Hai người lại vào phòng ngủ, Lâm Nguyên vẫn có chút không thoải mái, nhưng cậu che giấu không có biểu hiện ra ngoài. rèm cửa trong phòng được kéo ra một nửa, cản bớt ánh nắng chói trang bên ngoài. Viêm đình đi về phía giường, trong khi Lâm Nguyên nhanh chóng đi đến cửa sổ, kéo rèm cửa ra để ánh nắng rực rỡ và rực rỡ chiếu vào phòng. Viêm lão ra từ nằm ở trên giường, sắc mặt co quắp vì đột quỵ nhẹ, sắc mặt xám xịt bệnh tật ập đến như núi sập cho dù trước đây có mạnh mẽ đến đâu giờ chỉ có thể yếu ớt nằm trên giường cha viêm đình ngồi xuống bên giường và nhẹ nhàng gọi ông ba chữ viêm chính bẩm này đã từng ở thương giới thành phố a như sấm bên tai không người nào không biết không người không hiểu đó là đại biểu cho thủ đoạn hơn người cùng khả năng kinh doanh xuất chúng hiện giờ lại dần dần chôn vùi ở trong sương gió năm tháng thay vào đó là tên gọi của thế hệ trẻ Viêm lão già từ phớt lờ đứa con trai nhỏ của mình, người mà chính mình đã có vô số kỳ vọng trong quá khứ và tập trung sự chú ý vào Lâm Nguyên. Mặt ông đã mở đi, không còn sự cứng rắn như xưa để trách mắng con cháu. Viêm đình xoay người sang một bên, chặn tầm nhìn của ông cha. Những gì con nói trước đây rất rõ ràng. Nếu cha quên, con có thể lặp lại lần nữa. Lâm Nguyên không có đi tới, mà là đứng ở bên cửa sổ lén lút đẩy cửa sổ ra một chút phòng ngủ này rất rộng rãi, khoảng cách từ ban công đến giường cũng không quá gần, cho nên Lâm Nguyên không có nghe thấy hai cha con bọn họ đang nói cái gì. Mặc dù viêm lão tiên sinh bị ốm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp gia trường, vì vậy cậu không khỏi cảm thấy lo lắng, không dám ngẩng đầu nhìn cha viêm đình, cục mắt xuống và giả vờ đùa giỡn với những ngón tay của mình. Lâm Nguyên có chút lo âu, cho dù biết người nhà họ viêm có thích mình hay không, cũng không biết có ảnh hưởng đến quan hệ của cậu với viêm đình nhưng vẫn khá hy vọng rằng mình có thể nhận được sự tán thành của trường bối. Đây là một suy nghĩ rất mâu thuẫn, Lâm Nguyên cục mắt suy nghĩ lung tung, cảm xúc trở nên lo lắng thậm chí còn không nhận ra mình nhéo đỏ cả ngón tay. Cho đến khi một bóng đen bao phủ trước mình, lòng bàn tay ấm áp của viêm đình đã bao bọc lấy tay cậu. Lâm Nguyên không nói gì, nhưng viêm đình dường như nhìn thấu tất cả mọi thứ, anh mở rộng vòng tay và ôm lấy cậu, cố gắng hết sức để bắt chước giọng điệu thường ngày của Lâm Nguyên, thì thầm, Nguyên nguyên của anh rất thông minh, khẳng định có thể thu phục được ông lão ngoan cố kia. Viêm đình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng gầy của cậu, giọng nói vô cùng dịu dàng, nói với giọng điệu như những người bạn đồng trang lứa, không chỉ được cũng không sao, anh ở đây, anh sẽ giúp em thu phục. Lâm Nguyên sướng sờ một hồi, cười thành tiếng, tất cả căng thẳng và lo lắng tan biến trong tích tắc, vậy nếu em không chỉ được, anh có muốn bỏ trốn cùng em không? Được, viêm đình vỗ vỗ đầu cậu, tình ý nói ra, chầm thấp vừa động lòng người nguyên nguyên muốn đi chỗ nào anh đều đi theo cho nên bảo bối của anh không cần sợ tất cả đều không quan trọng chỉ cần nắm chặt tay của anh hết chương like và nhấn đăng ký để kênh mình ngày một phát triển hơn cảm ơn bạn đã lắng nghe